đâu hết rồi ạ? À? Chưa thấy ai vào. Các chị ơi vào chia sẻ nhiệt tình cho em đi ạ. À. Bộ này đâu. Em chào tất cả các chị nha. Các chị ơi, xem livestream của em share lên các hội nhóm cho em ấy ạ. Hôm nay em về bộ mới đẹp nha. Bên này em chào chị Hà Nhung, em chào tất cả các chị nha. Em chào chị Trần Mít nha. Bo tay, bo gấu đều bằng ubi hết nha. Em cứ like cái thằng ép trên ba màu ép trên ép đen. Cái này là phép gì? Em chào chị Mai Ngọc Đỗ nha, em chào tất cả các chị nha. Size 67 kg vừa không? 67 kg vừa không? Đến 60 cân rồi các chị. Em chỉ có size đến 60 kg thôi chị Mai Vũ nhá. 60 kg thôi nha chị Mai Vũ ơi. Em chào tất cả các chị nha. Bộ em đang mặc có 3 màu Fendi này. Có 3 màu này, màu trắng này, màu đen và màu đỏ nhá. Trắng, đỏ, đen nha các chị. Có size M, L. Có XL không? Có size M và size L thôi nha chị. Size M và size L ạ, từ 50 kg đến 60 kg mặc vừa nha. 50 đến 60 kg mặc vừa nha, em đứng lên cho các chị xem này. 50 đến 60 kg mặc vừa nha các chị. Có 3 màu này, đỏ này, trắng này, đen nha. Đỏ, trắng, đen nha. Mua với giá ưu đãi 240k ạ. Các chị chia sẻ đi ạ, chia sẻ lên các hội nhóm cho lên với lên tưởng cá nhân cho em với, em sẽ bán với giá 240 nha, áp dụng cho người nào chia sẻ nhá. Bộ trắng em đang mặc rất là đẹp luôn nha, có màu đen nữa này. Màu đỏ, đen và trắng nha, ba màu đỏ, đen, trắng nha các chị. Em đang mặc có hai size, size M và size L nhá, dành cho người từ 50 cho đến 60 kg nha. 50 đến 60 kg nha. Chất đẹp lắm các chị ạ, à. Chất uni đẹp lắm. Em bao giá bao chất cho các chị luôn nha. Bao giá bao chất cho các chị luôn nha. Chất vô cùng đẹp luôn ạ. 50 đến 60 kg mặc vừa nha. 50 đến 60 kg mặc vừa nha các chị. Các chị thích màu nào thì comment em sẽ lên giá màu đấy cho mọi người xem nha. Em chào Hương Việt, em chào Nguyễn Khánh Hòa nha. Em chào tất cả các chị ạ. Có XL không? Chị Hiền Hà 30 kg chị ơi. Chị Hiền Hà 30 kg vậy chị?
Chị comment chiều cao cân nặng cho em nha. Chị comment chiều cao cân nặng cho em với ạ. Tươi Nguyễn đã chia sẻ, em cảm ơn chị Tươi Nguyễn nha. Chị Tươi Nguyễn thích màu nào ạ? Xin chào Phạm Thị Thoa, em chào tất cả các chị nha. Em chào Tú Nú. Chị Tươi Nguyễn ơi, chị mặc chị bao nhiêu cân nhở? Chị bao nhiêu cân? Chị nặng bao nhiêu kg ạ? À? Lên màu đen đi, làm fan. Ok, em lên màu đen cho chị xem nha. Quần này nó sẽ khác áo. Khác áo. Các chị đợi chút nha, nó có 3 màu này. Đen, đỏ và trắng nha. Đen, đỏ, trắng nha các tình yêu nhá. Lên thử màu đen cho các chị xem nha. Quần thì giống nhau các chị ạ, quần giống nhau. Ở nhà đợi lên màu đen cho các chị xem. Nó đẹp cho các chị luôn đấy ạ. Có đen, đỏ và trắng chị Hiền ạ. À. Tất cả đều là quần màu đen luôn ạ. À. Màu đen đây các chị ơi, màu đen đây nha. Ống quần bo đấy chị ơi, ống quần bo. Bo cũng bằng chất umi luôn. Bo bằng chất umi luôn. Mọi người mặc cái này xong đi đôi giày thể thao màu đen hoặc màu trắng lên rất là xinh luôn nha. Đi một đôi giày thể thao là giày lười ấy, rất là đẹp luôn nha. Ống quần su hay bo, ống quần bo nha chị. Có bộ có mũ không em? Hôm nay em không về bộ có mũ nha. Có màu 3 màu đỏ, đen, trắng nha. Đỏ đen trắng nha các chị. Đỏ đen trắng nha. Màu đen đây ạ. Em còn màu đỏ và màu trắng nữa nha. Em còn màu đỏ và màu trắng nữa nha. Ống quần bo nha các chị. Ống quần bo đây ạ. Chất đẹp, form đẹp luôn. Chất đẹp lắm luôn. Em bao giá bao chất cho các chị luôn. Bao giá bao chất cho các chị luôn nha. Mọi người comment chiều cao cân nặng nhá. Mọi người comment chiều cao cân nặng để em can size cho nhá. Bộ này em về size M với size M với cả size L nhá. Bộ này em về size M size L, 50 đến 60 kg mặc vừa nha các chị ơi. 50 đến 60 kg mặc vừa nhá. Vừa hỏi em màu đen đấy ạ. Chị nào vừa hỏi em màu đen đây, em lên dáng màu đen rồi nha. Chị nào vừa hỏi em màu đen đấy ạ, em lên dáng màu đen cho các chị xem nha. Màu đen đây ạ. Chất umi co giãn nhá, không bay không xù nhá, không gắn chỉ luôn nha. Em bao giá bao chất cho các chị luôn nha. Túi áo cũng có túi mà quần cũng có túi nha các chị. Đi một đôi giày thể thao lên thì rất đẹp nhá. Chào Nguyên em nhá. Em chào tất cả các chị ạ. Các chị đang xem livestream của em xê lên các hội nhóm cho em ạ. Các chị xê lên các hội nhóm cho em với nha. Bộ em đang mặc có 3 màu, màu trắng, màu đỏ, màu đen nha. Trắng, đỏ, đen nha các chị. Mọi người chia sẻ nên em sẽ bán với giá ưu đãi 240k một bộ nha. Chỉ 240k một bộ ạ. Em chào Lăng Kính nha, em chào tất cả các chị nha. Em nhìn thấy tất cả các chị nha. Em nhìn thấy hết nha. Mọi người xem livestream của em phải chia sẻ nhiệt tình lên thì comment của mọi người mới hiện nhá, nếu không comment sẽ bị ẩn hết đấy ạ. Mọi người chia sẻ nhiều đi ạ, chia sẻ thì comment của mọi người mới hiện mà em mới nhìn thấy comment của mọi người nhá. Nếu không nó sẽ bị ẩn hết thì em không nhìn thấy đâu. Nhiều đơn em không chốt được ấy. Chào chị Thanh Thủy nha, em chào chị ạ. Bộ em đang mặc có 3 màu nha, đỏ, trắng và đen nha các chị. Đỏ, trắng và đen nha. Đỏ, trắng, đen nha. Ai thích màu nào thì bảo em lên giá màu đó nha. Chất đẹp lắm, em bao giá bao chất cho các chị luôn. Chất umi không bay không xù nha, không cắn chỉ luôn nha.
Hàng đẹp luôn nha, không bay không xù luôn nha. Đây ạ, màu đỏ đây. Đợi chút nha, thì chị vào chị chia sẻ. Màu trắng đây nha, màu trắng này, đỏ trắng và đen luôn nha các chị ơi. Chị nào thích màu nào thì bảo em lên dáng màu đó nhá. Em chào chị Phương Lê, chào chị Trà Chanh nha. Em đứng lên cho chị xem bộ đen. Ok chị Yên, đứng lên cho chị xem nha. Đây nha chị ơi. Mọi người đi thêm một đôi giày thể thao và đôi giày lười rất là xinh luôn nha. Đây chị ơi, đằng sau đây nha. Con đang tránh ra không? 50 đến 60kg mặc vừa nha. Em có 2 size ML ấy, dành cho người từ 50 đến 60kg mặc vừa nha các chị. 50 đến 60kg mặc vừa nha. Em bao giá bao chất cho các chị luôn này. Bao giá bao chất cho các chị luôn nha. Xin chào Mai Trâm Hoàng nhá. Không bay không xù không cắn chỉ nha các chị. Em chào chị Vũ Mai nha. Em chào tất cả các chị ạ. Các chị đâu rồi, chia sẻ bài cho em nha. Chia sẻ bài em nha. Em mặc size bao nhiêu? Em đang mặc size M nha các chị, em đang mặc size M nhá. Em cao 1m60 nặng 49kg nha. Em cao 1m60 nặng 49kg nha các chị. Em đang mặc size M ạ. Bộ này em có 2 size, size M, size L nhá, dành cho người từ 50 đến 60kg nha các chị. Mặc XL vì chị 60kg. Chị ơi XL chị mặc size L cho em nha, bằng lăng tím. Bằng lăng tím mặc size L cho em nha. Em mặc size này nó bị rộng ấy, nhưng mà em vẫn cứ lên dáng cho các chị xem nha. Thì em mặc bộ này em bị mặc rộng đấy ạ. Chị bằng lăng tím mặc size L cho em nha. Bạn này đang mặc size M đấy, 50 cân mặc size M chị ạ. Size L dành cho 60 cân chị nha. Chị 60kg chị mặc size L vừa đẹp nha. Vừa đẹp nha, bằng lăng tím nha. Bằng lăng tím chốt hàng để lại số điện thoại cho em nha. Em có 3 màu nha các chị, đỏ đen trắng ạ, ba màu đỏ đen trắng nha. Màu trắng đẹp, rất là đẹp này, màu đỏ đây. Sao nó cứ vào được một lần đấy, bảo sai mật khẩu sao không ạ? Bao giá bao chất cho các chị luôn nha. Chất Umi co giãn này, không bay không xù không cắn chỉ này, không bay không xù không cắn chỉ nha các chị ơi. Thử đăng nhập bên dưới lại cho chị xem. Chất đẹp lắm, không phải loại vớ vẩn đâu. Hàng em bán hàng loại một nha, em cam kết với các chị luôn nha. Bằng lăng tím 60kg mặc size L cho em nha. Mặc size L cho em nha. Bằng lăng tím mặc size L là đẹp luôn đấy chị ạ. Chị đang mặc M nhá. Chị cao 1m60
1m6 nặng 49kg, chị đang mặc size M nha, Thúy Phạm nha. Em cao 1m bao nhiêu, nặng bao nhiêu kg, comment lên đây chị lựa size cho nha Thúy Phạm nha. Có đủ size ạ. Thúy Phạm em bao nhiêu cân nhở? Em comment chiều cao cân nặng lên đây đi Thúy Phạm ơi. Thúy Phạm hay Thúy Phạm? Bộ bạn mặc bao nhiêu? Bộ mình đang mặc, mình đã ghim giá rồi nhá. Mình đã ghim giá ở bên dưới 240k nha các bạn ơi. Không chật đâu bằng lăng tím ơi, co giãn thoải mái đi chị ơi. Em mặc bộ này rộng lắm em, tại vì em có 49kg thôi. Size L dành cho người từ 57 cho đến 60kg nha. Chị bằng lăng tím nha. Bộ này nó chỉ có 2 size, size M, size L thôi ạ. Bằng lăng tím nha. Chị yên tâm là chị mặc vừa đẹp nha. 60 cân mặc vừa đẹp nha. Nó co giãn ý. Em cam kết với các chị là chất đẹp vô cùng luôn này. Không bay, không phủ, không cắn chỉ luôn nha các chị. Chất u mì dày dặn lắm, không phải hàng vớ vẩn, nó mỏng dính đâu mà sờ vào cái nó đã xù lên rồi. Đây em bao giá bao chất cho các chị luôn, không bay không xù luôn nha, không bay không xù không cắn chỉ này, chỉ có 240k luôn nha. Có 3 màu này, màu đỏ, màu trắng này, màu đen nha. Mạng giật lắm nhá, 60 cân chắc chắn vừa chị ạ. Bằng lăng tím không sợ chật đâu nhá, em đảm bảo cho chị là chị mặc vừa luôn đấy ạ. Bằng lăng tím. Xin chào Lưu Phương nha. Em chào tất cả các chị nha, em nhìn này các chị đấy ạ. Thúy Phạm, Thủy Phạm mà các mình chiều cao cân nặng nha. Em có size M với cả size L đấy, dành cho người từ 50 đến 60kg nha Thúy Phạm nha. Chị bằng lăng tím đặt hàng để lại số điện thoại cho em nha. Em đảm bảo với chị là 60kg chị mặc vừa luôn ạ. Chị nào thích màu nào thì bảo em lên dáng màu đó cho nhá. Thích màu nào bảo em lên dáng màu đó cho các chị ngắm nhá. Quần thì mẫu nào nó cũng giống nhau luôn, nó chỉ khác ở áo thôi nhá. Không được xem hàng trước đâu chị ơi. Không được xem hàng trước đâu nha, nhưng mà em đảm bảo cho chị hàng chị nhận. Chị nhận là chuẩn hàng, em đăng like trên này luôn nha. Có bộ áo có cổ không? Em chỉ có bộ này thôi nha. Bộ này là có cổ mà. Chị ơi, bộ này là có cổ mà. Em đăng lại, em chỉ có bộ này thôi nha. Em chỉ về bộ này thôi nha. Xin chào Hà Hoàng nha. Bằng lăng tím yên tâm là hàng chị nhận được là chị bỏ ra chị xem thì rất là ưng ý luôn nha, nên chị yên tâm, em cam kết với chị hàng chị nhận được là sản phẩm em đang live stream ở đây nhá, nên là chị không phải lo treo dê bán chó đâu ạ. Chị bằng lăng tím nhá. Bao nhiêu kg vừa bạn? À, bộ mình đang mặc có 2 size, size M, size L nhá. Dành cho người từ 50 đến 60kg mặc vừa nha các chị ơi. 50 đến 60kg mặc vừa. Có 3 màu, màu đỏ, màu đen và màu trắng nhá. Hàng chất u mì, dày dặn, co giãn, không bay, không xù, không cắn chỉ. Em cam kết với các chị là hàng loại 1 luôn nha. Không bay, không xù, không cắn chỉ ạ. Em cam kết đảm bảo cho các chị là hàng chuẩn loại 1 luôn ạ. Mọi người chia sẻ nhiệt tình cho em nhé. Em bán với giá ưu đãi hôm nay là chỉ 240k một bộ. 240k một bộ thôi nha các chị nha. Chỉ 240k một bộ ạ. Chất u mì dày dặn, co giãn, không bay, không xù nha. Em cam kết đảm bảo cho các chị là chuẩn hàng loại 1 luôn ạ. Mình 1m73 nặng 61kg. Sợ cầu cái này. Cầu. Chả cầu của em 6 mặt nó còn dài như này. Vừa đấy. Vừa nha chị.
chị gà gô nhá. Vừa nha chị ơi, chị mặc size L nhá, gà gô mặc size L. Size L cho em nha, gà gô nhá. Các chị đặt hàng để lại số điện thoại cho em ấy ạ. Các chị đặt hàng để lại số điện thoại cho em nha. Người nào vừa thì em bảo vừa, còn người nào không vừa em sẽ bảo không vừa nha các chị. Các chị yên tâm. Đẹp lắm đấy các chị ạ. À, chất vô cùng đẹp luôn các chị ạ. À, chất u mì co giãn không bay không phù, không cấn chỉ luôn nha. Các chị cho máy giặt quay thoải mái không phù luôn. Chất đẹp lắm. Em có 3 màu để các chị chọn luôn nha. Màu đỏ, màu đen và màu trắng nha. Đỏ, đen, trắng nha. Mét 73, 61 cân mặc vừa chị ạ. Nào con? Con đi. Đây nha, em đứng lên cho các chị ngắm dễ nha. Em đứng lên cho các chị ngắm dễ nha. Có 3 màu này, đỏ, đen, trắng này. Đỏ, đen, trắng này. Chị 240k. Chị 240k đây nha. Bao giá bao chất cho các chị luôn nha. Bao giá bao chất cho các chị luôn nha. Cao 1m6. Mặc size L cho em nha, chị Vũ Hường nha. Chị Vũ Hường mặc size L cho em nha chị nha. Em cam kết là chị mặc vừa đẹp luôn nha. Có 3 màu đấy chị Hường ơi. Có 3 màu đấy. Có 3 màu luôn nha, màu đỏ, màu trắng và màu đen nha. Màu đỏ, màu trắng và màu đen nha. Màu đỏ rất là đẹp này, màu màu trắng này cũng rất là xinh luôn nha. Em thì em thích màu trắng. Shop mình ở đâu vậy? Shop em ở km 3 thành phố Yên Bái nha chị. Km 3 thành phố Yên Bái nha chị Vũ Hường nha. Nhiều Vũ Hường thế nhỉ. Chất Umi đẹp luôn chị nhá. Umi chất này thì mặc quá đẹp rồi ạ. Bạn không mở các bạn. Chất Umi co giãn dày dặn này, không bay không xù này, không cắn chỉ nên các chị yên tâm này. Ai mua hàng nhà em rồi thì biết nha. Ai mua hàng nhà em rồi thì biết, còn ai chưa mua thì mua thử một lần đi ạ. Em đảm bảo với các chị là hàng loại 1 nha, chất đẹp luôn ạ, à, chất dày dặn luôn nha. Có 3 màu cho các chị chọn đấy. Màu đỏ, màu trắng và màu đen nha. Đỏ, trắng, đen nha. 38kg vừa không em? 68kg cao 1m58 XL không? Không có đâu chị Huyền Lê. 38kg không vừa đâu nha chị Nguyễn Oanh. Cái này dành cho người từ 50kg đến 60-61kg nha. Em chào Phương Hoàng nha. Em chào tất cả các chị ạ. 38kg thì nhỏ quá, không vừa đâu. Còn 68kg lại cũng to quá, cũng không có sai đâu chị Huyền Lê ạ. Chị Hường nghe mặc đẹp kìa. 58 cân 56 mặc sai lờ. Vừa đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Mẹ bảo con đi ra ngoài chưa? Ông ơi. 48kg vừa không? 48kg thì mặc thêm nha chị. 48kg thì mặc thêm nha chị. Chị nặng 48 cân ơi, cao. Không, sao? 48 cân 48kg cao 1m bao nhiêu nhở? 48 cân cao 1m bao nhiêu? Mặc vừa đấy, mặc vừa size M đấy. Hoàng Huyền nha, mặc vừa size M đấy. Mạng chậm được không? Bọn em làm máy chị. Lùn thì mặc được đấy Hoàng Huyền. 48 cân mà lùn là mặc được. Em có 3 màu nha, màu trắng, màu đỏ, màu đen nha các chị ơi. Màu trắng, màu đỏ, màu đen nha. Thì 48 cân lùn thì mới mặc được. Em chỉ có 2 size ML thôi nha các chị ơi. Em chỉ có 2 size ML thôi nha. Cân nặng còn phụ thuộc vào chiều cao nha các chị, chứ không phải là quy định theo số cân đâu. Còn phải phụ thuộc cả vào chiều cao nữa. Nên các chị comment cả chiều cao cân nặng cho em cân size nha. Như chị Hoàng Huyền kia nặng 48 cân mà lùn đi thì mặc vừa nha.
Chị Huyền Lê giảm cân đi chị, em vừa giảm được 11 cân. Hương ơi, giảm được 11 cân thì mua ngay bộ này cho chị đi em yêu. Trời ơi, giảm được 11 cân mà không mua bộ này quá phí ấy. Mà cái cam bên này nó Bái phục. Trời ơi, giảm 11 cân rõ ràng luôn. Giảm 11. Hoàng Huyền vào xem, vào xem like ở bên Nick Tiến Phương đi. Hoàng Huyền vào xem like ở bên Nick Tiến Phương đi thì dễ hơn. Bộ này là 240k nhá tình yêu nhá. 240k. Bo ở gấu nha, bo ở dưới gấu nha. Chị Phương em về nhá. Ok. Ai chịu ship vậy? Bộ em đang mặc 240k. Em chào chị Thảo Nguyễn nha, em chào tất cả các chị em nhìn thấy các chị nha. Các chị đang xem livestream chia sẻ cho em thì comment của các chị không bị ẩn nha. Riêng bộ em chỉ lấy các chị 25k tiền ship thôi các chị ạ. 25k tiền ship thôi, không phải lo ship luôn. Em không bao ship được đâu vì bán quá rẻ rồi chị Hương ạ. Bán quá rẻ rồi nên không thể bao ship được ạ. Cao 1m6 nặng 52kg, mặc được size M, mặc được chị Hoan Nguyễn ơi, mặc đẹp luôn nha chị Hoan Nguyễn nha. Thảo Nguyễn có bị bai không? Bai không xù không cắn chỉ, em lấy mặt em ra đảm bảo cho các chị luôn nha. Em lấy mặt em ra đảm bảo cho các chị luôn nha. Em cam kết hàng chất đẹp loại 1 luôn ạ. Chất u mì co giãn không bai không xù dày dặn nha. Không bai không xù không cắn chỉ luôn nha. Không bai không xù không cắn chỉ, em cam kết cho các chị luôn nha. Nhìn mặt này em này, em lấy mặt em ra đảm bảo cho các chị là hàng chất đẹp vô cùng luôn nha. Chị Hoan Nguyễn 1m6 nặng 52 cân mặc vừa đẹp, size M chị ơi. Chị Chiêu Nguyên ơi, chị cho em cân nặng đi. Cho em cân nặng đi, em lấy size cho chị ạ. Các chị comment để lại chiều cao cân nặng để em cân size nha. Để em cân size nha. Chiêu Nguyên lấy một bộ cho em màu cộng cân nặng cho em nhá. Màu cộng cân nặng đi chị yêu ơi. Chị Chiêu Nguyên lấy bộ màu gì đấy ạ? Comment chiều cao cân nặng và để lại màu cho em nha. Em cam kết với chị Thảo Nguyên không bai không xù không cắn chỉ luôn nha. Em cam kết với các chị luôn nha. Em lấy mặt em ra đảm bảo cho các chị luôn nha. Cái áo bỏ này. Chị xem mặt trong áo ok chị. Chị Thủy Đoàn 56 cân, chị mặc cho em size L đi nhỉ. 56 cân. Size L đi chị yêu nhá. Chị cao 1m55. Mặt trong đây nha chị ơi, mặt trong đây ạ. 55 mặc vừa nha chị yêu nhá. Mặt trong đây nha các chị ơi. Mặt trong đây nha. Đấy chất nó dày dặn như chị Hương một bộ đen à? Chị Hương một bộ đen size L cho em số điện thoại đi. Chất nó dày dặn vô cùng luôn, không phải là cái loại mỏng mà mặc lên ý. Mặc lên xong cái màu trắng này còn nhìn rõ cả quần ở bên trong ý, là chất đều nha mọi người. Đây em cam kết với mọi người là chất dày dặn này. Có những shop bán bộ màu trắng như thế này mà mặc lên người còn lộ hết cả màu. Chiêu Nguyên mà là Chiêu Nguyên. Áo bên trong ra nha. Ok, Chiêu Nguyên lấy màu gì chị yêu ơi? Có 3 màu đấy. Quần màu đen hết nha. Ok, Thủy Đoàn lờ cho mình màu đen. Ok, em chốt cho chị Thủy Đoàn. Hương cho tớ số điện thoại đi. Chị Vu Hương cho em số điện thoại đi ạ. 53 cân cao 1m55. Chị mặc size M cho em nha. Chị Nguyên, Chiêu Nguyên để lại số điện thoại cho em nha. Các chị đặt hàng để lại số điện thoại cho em nha. Em lấy mặt em ra đảm bảo cho các chị là hàng loại một chất đẹp luôn nha. Không bay không xù không cắn chỉ nha. Em cho Thủy Đoàn size L nha. Của chị size L nhé. Ok chị Chiêu Nguyễn nha. Ơ size L á? 53 cân mặc size M thôi chị ạ. 53 cân chị mặc size M cho em nha. Chị ơi mặc size L rộng lắm. Chị mặc size M cho em nha Chiêu Nguyên nha. Mọi người chốt hàng để lại số điện thoại chiều cao cân nặng cho em cân size nha. 0989. Em cam kết với mọi người là chất đẹp luôn nha. Ok Chiêu Nguyên màu đen 0989 890087. Chiêu Nguyên 53 cân là một size M màu đen đúng không? Size M màu đen. Ok đi ra. Anh đi ra ngoài cho mẹ đi. 240k nha. Mọi người em đang ghim giá bên dưới này nha. Em ghim giá ở bên dưới 240k. Ok chị Chiêu Nguyên nha. Chị Chiêu Nguyên cho em số điện thoại nha. Xin chào chị Mai Hương, xin chào tất cả các chị. Hương ấy, Hương điện thoại rồi ạ. Cũng Hương ấy. Đọc cho chị này. Chiêu Nguyên 0966 66240 40 bao nhiêu? 918 0940 0966 240918 918. Chốt cho chị Hoan Nguyễn một bộ đen size M nha. Ghi đi chị ơi. Hoan Nguyễn đã, ghi cho Hoan Nguyễn đã. Trôi hết. Có 3 màu em yêu ơi.
đỏ, đen và trắng nhá. Hoan Nguyễn. Hoan Nguyễn. 0936. Không có kiểu có mũ đâu nha. Không có kiểu có mũ đâu nha. 0936 800 469. Thủy Đoàn 56 kg mặc size L à? 56 kg cao bao nhiêu bạn ơi? 56 kg cao bao nhiêu ạ? Em chào chị Đỗ Thu Hà nha. Chất u mì co giãn không bay không rủ nha các chị yêu ơi. Đây ạ, đằng sau đây ạ. Chất u mì co giãn không bay không rủ nha. Chất Bùi Phượng đầy dặn luôn nha mọi người. Em chốt cho Bùi Phượng màu đỏ size M nha. Đây nha các tình yêu ơi, đằng sau đây nha. Nhìn nghiêng đây nha. Quá là đẹp luôn. Chẳng qua là em có em hơn 48 cân nên em mặc nó không được đẹp ý. Mọi người từ 50 kg đổ lên mặc là đẹp nhá. Chị Hoan chốt rồi đúng không? Không chỉ tập vào số chị Phượng 0976 này. 411 608 đỏ mờ quá. Ok, em chốt cho chị Bùi Phượng. Không có mũ đâu, để lần sau nha Hoàng Huyền, để lần sau về mũ khác nha. Lại chốt đen à? Mai đen góc quần à khó. Điền là gì đây? Hoàng Huyền chân ngắn mà có sợ bị dài không? Nhưng mà mặc phải thế này thì mới đẹp chứ đúng không? Bo gấu mặc được mà cứ tầm lần sau lấy mũ. Thế có lấy bộ đen không chị Huyền? Chị Huyền có lấy bộ đen không? Chốt cho chị Hà Tuyết size M màu đen nha. Em chốt cho chị Hà Tuyết size M màu đen ạ. Có hàng đắt hơn không em? Ôi hàng này quá đẹp rồi. Hàng này là quá đẹp, quá rẻ rồi chị ơi. Em chốt cho chị Hà Tuyết size M màu đen này. Đi. Thánh ra đây cho đây. Hà Tuyết. Thánh ra đây bà báo này. Yêu nào, ăn cơm rồi ăn ra. 0974 974. Chưa nhìn thấy. 980 nào. 980422. 980 à? 422. Em có 3 màu nha, đỏ đen trắng nha các tình yêu, không có màu khác nữa. Chưa đâu ạ. Quá. Hàng này là đẹp lắm đấy rồi ấy, chị Vũ Hường ạ. À. Hàng này là hàng loại 1 luôn rồi ấy. Hoàng Huyền ngâm cứu kỹ đi xong rồi có lấy hay không? 48 kg cao 1m bao nhiêu? 48 kg cao 1m bao nhiêu? Size M thì vừa đấy, nhưng mà cao 1m bao nhiêu? Của chị M màu đen, của Chiêu Nguyễn M màu okay đen rồi. Ok, chị Chiêu Nguyễn M màu đen đây rồi ạ. À? Ok rồi nha, chị Chiêu Nguyễn nha, em lấy mặt em đảm bảo cho các chị là hàng chuẩn đẹp luôn nha. Nó không phải cốt tông mà u mi nha. Nó là chất u mi co giãn dày dặn không bay không xù nha các chị, không bay không xù, các chị không một lỗi gì luôn nha. Không lỗi gì luôn đâu nha, nên các chị yên tâm. Có 240k thôi ạ. À? Tại vì mạng của em vừa rớt rồi em mới vào lại được. Vâng vâng. Vâng ạ, vâng vâng. 1m57 nặng 48 kg. Ơi cái mặt như mình à. Ok, Chiêu Nguyễn này màu đen này đã đẹp lắm á tình yêu ơi, không lấy chỉ có tiếc thôi. Cho số điện thoại này. Chị Hường lấy size L đúng không?
S đâu chị Kim ơi, không có S đâu ạ. À. Em không có S đâu. Lý Kim chị bao nhiêu cân ạ? À? Chị Lý Kim cho em chiều cao cân nặng em cân size cho nha. Em có 2 size thôi nhưng mà chị cứ cho em chiều cao cân nặng để em cân size nha. Là màu đen size L đúng không ạ? Vũ Hương là màu đen size L nhá. Không nhớ rồi, chị 58 cân mà chị nhớ. Chị bảo chị vừa giảm được 11 cân. Mày lấy cho chị luôn đi. Ờ thì lấy luôn. Bỏ của Hoàng Huyền ra tí em lấy luôn. Em đang Hường đi. Hường à? Đâu nhỉ? 0334 0334 733 733 735. Ok Hoàng Huyền nha, em chốt cho Hoàng Huyền điện thoại ạ. Toàn tài là tài. Ờ đây à, đưa cho bạn gì đây à? Em xem ống chân nào. Đây ống chân này. Khổ quá. À. Nhà chân. Em cao 1m6 mặc 49 cân, em mặc size M đi Kim ơi. Kim mặc vừa size M. Ống chân đi nha, ống bo nha các chị yêu. Không có bộ có mũ đâu chị Thảo ạ. Em chào chị Phùng Liên, em xem ống chân nào. Ok Hoàng Huyền em lấy cho. Đây ống chân đây luôn nha. Ống chân này nhũ hết cả lưỡi rồi. Chị đi Hoàng Huyền nha. Xong bỏ ra tí em lấy luôn. Ok Hoàng Huyền này. Bộ đen này chị Lý Kim 1m6 nặng 49 cân mặc như em luôn. Mặc như em luôn nha chị Vũ Lý Kim ơi, mặc vừa đẹp như em luôn nha chị ơi. Chị Vũ Kim mặc bằng em luôn này, chị bằng cân em bằng chiều cao em luôn này, chị Vũ Kim à Lý Kim ơi cứ nhầm mãi thôi. Chị Lý Kim chốt màu nào ạ? Chị mặc hiện như em luôn nha. Chị bằng chiều cao với cả cân nặng của em luôn nha chị Lý Kim nha. Chị ở km 3 thành phố Yên Bái nha. Chị ở km 3 thành phố Yên Lái Yên Bái nha. Không phải ống chun đâu. Không phải ống chun đâu. À lúc nào. Ống bo. Ống bo nhưng mà nó vẫn là chất u mì nha. Quay lưng à. Ok Lý Kim đợi chị chút nha. Đây sau lưng này. Sau lưng đây nha các chị ơi. Phùng Liên mai em ra. Ok chị. À chưa ra lấy áo ra. Ok chị Phùng Liên ạ. Đây mặc đồ đỏ nhá. Em đảm bảo với các chị em lấy mặt em ra này, nhìn cái bản mặt em này em đảm bảo cho các chị là hàng đẹp luôn nha. Hàng đẹp luôn nha. Mặc đồ đỏ cho các chị xem nha. Hàng nó đẹp như mặt em ý. Chị Kim lấy bộ đen à, size M nha. Ok em trước rồi chị Kim bộ đen size M này. Trời ơi không nhanh là hết luôn. Hàng không phải nhiều đâu, em đều có mấy trăm bộ thôi. Yêu nào lấy nhanh thì chốt nhá. Chốt cho chị Lý Kim màu đen size M ạ. Lý Kim này, ok chị yêu nhá. 0932606911. Em lên màu đỏ nha các chế. Size này size gì đây mình không để ý luôn. 911 size M. Size L á? M. Đây chị bước ra đây chẳng L. Em nhặt ở đây. L hay sao? L hay sao? Màu đỏ đây nha các tình yêu ơi, màu đỏ này cũng rất là đẹp nè. 56kg 1m8 vừa nha. Vừa nha Vũ Thảo nha. Vũ Thảo mặc cho mình size L nha các chị. Đặt hàng nhanh còn hàng này em đảm bảo cho các chị luôn, chất u mì. Có giãn không bay không xù luôn nha. Để em đổi sang size M size L này thì nó đẹp to. Chị mà 1m56 56 cân 1m58 á. Chị mặc size L cho em đi. Mặc size L cho em đi ạ. Đẹp lắm các chị ơi. Nó là chất umi nhá, không phải chất cốt tông đâu. Chất này thì quá là đẹp rồi ạ. Đấy, bạn ấy mặc vừa size của mình đấy. Cái bo tay của nó là chất đấy luôn. Em cho chị, các bộ chị đỏ xem bo tay luôn. Rất là xinh luôn, mọi người màu nào cũng xinh này. Quan trọng là các chị thích màu nào. Rất là xinh luôn nha. Đẹp lắm. 56 m 58 chị mặc cho em size L nha Vũ Thảo, size L vừa đẹp luôn nha. Quá
quá tinh luôn, không lấy thì quá phí. Mọi người đặt hàng để lại số điện thoại cho em nha. Có những màu gì em có màu đỏ này, màu đen, màu trắng nhá. Cho mình bộ đen, vừa mặc bộ đen đấy. Em vừa mặc bộ đen để em lên một xíu màu đỏ này để cho các chị xem nha. Thử luôn nó. Quần á? Quần bộ nào đấy cũng giống nhau. Quần bộ nào cũng giống nhau nha các chị. Quần của nó là như thế này đấy ạ. Đây, tất cả đều là quần đúng rồi. Quần cùng một mẫu luôn đấy ạ. Chỉ khác mỗi áo thôi nha các tình yêu. Quần đỏ, áo, à quần đen hết nhá các chị nhá. Chỉ có khác áo thôi. Chốt cho đến kim thôi, chị chốt nào. Ok, đợi bộ đen chờ em một xíu. Chào Lộc Nguyễn nha. Quần nó chỉ có một mẫu như thế này thôi các tình yêu ơi. Đây, sọc áo này, sọc quần nó như thế này nhá. Nó khác mỗi màu áo thôi nha. Mình ở km 3 thành phố Yên Bái nha. Mình ở km 3 thành phố Yên Bái nha các chị nha. Có ai chốt đỏ không? Ai chốt đỏ không? Chào Thanh Thủy nha, có ai chốt đỏ không ạ? Đỏ này quá là đẹp luôn, màu trắng cũng rất là đẹp nha mọi người. Mọi người thích màu nào thì em lên màu đó nha. Em có hai size ML nha, em có hai size ML. Các chị cứ comment chiều cao cân nặng em lựa size cho nha. Các chị cứ comment chiều cao cân nặng em lựa size cho nha. Cho mình một bộ đỏ 56kg. Ok, chốt cho Vũ Thảo, chị đang ghi số điện thoại. Đây, Thảo 56 cân. 56 mặc size L. Ok, Thảo đây rồi. Vũ Thảo đây. Lắm. Các chị yên tâm, em lấy mặt của em ra đảm bảo cho các chị luôn là hàng chuẩn loại 1 luôn, không bay, không xù, không cắn chỉ luôn nha. Em chào chị Hợp Bích nha. Lấy luôn bộ đỏ luôn, size M luôn nha. Hai bộ, ok em chốt cho chị Lý Kim thêm một bộ đỏ size M. Lý Kim thấy đẹp bộ đỏ size M à? Ừ, dồn đơn. Em nhìn thấy Hợp Bích nha. Hợp Bích em nhìn thấy rồi. Em chốt cho Vũ Thảo nha. Quá đẹp, chất này. Chất quá đẹp luôn, các chị không lấy thì quá là phí luôn. Tại vì em đã phải lấy bản mặt này của em ra đảm bảo cho các chị thì các chị yên tâm là chất vô cùng đẹp luôn nha. Vũ Thảo này, shop em tên gì, gần cầu km 3 không em, chị lên lấy. Đúng đấy chị ơi. Đúng chị Vũ Thảo ạ. 0963. Để em lấy số điện thoại xong em gọi điện tả cho chị Vũ Thảo nha. 0963 855 889. Ok Thảo. Có gì chốt gọi điện thoại cho chị nha. Ok chị Lý Kim, em dồn đơn cho chị lát, em sẽ gọi điện cho chị nha. Em ơi, shop có tên là gì em? Nếu mà tí nữa em gọi điện em chỉ cho chị nha, chị nha. Hợp Bích cho em số điện thoại. Hợp Bích cho em số điện thoại đi, em gọi em tả địa chỉ shop cho nha. Đâu Vũ Thảo. Cả Hợp Bích nữa. Cả Hợp Bích cả Vũ Thảo. Cho xem màu đen xem quần nào. Màu đen đi nha chị. Màu đen đi nha. Đen trắng luôn này, đen trắng đỏ ba màu nha các chị em ơi. Em có ba màu đen, đỏ đen trắng luôn nha. Yêu chị ơi, không chốt luôn thì chẳng còn hàng ấy. Em like nối mốt lúc buổi tối hôm nay là hết sạch luôn. Hợp Bích lấy cái gì ấy nhở? Hợp Bích cho số điện thoại để tả, chị tả địa chỉ cho chị ra đây. Đây nha, màu đen đây nha các tình yêu ơi, màu đen đây nhé. Gửi sớm cho chị, nếu đẹp chị lấy cả ba. Ok chị Vũ Hường ạ. Mai em gửi cho chị Vũ Hường luôn nha. Sáng mai em gửi cho chị Vũ Hường luôn nha. Đẹp luôn, em đã phải lấy bản mặt này của em ra đảm bảo cho các chị thì các chị phải biết nó đẹp như thế nào rồi. Không tự như dưng gì mà em lấy mặt em ra đảm bảo cho các chị đâu. 58kg mặc vừa nha Đông Hoàng, 58kg mặc size L cho em. Đông Hoàng 58kg mặc size L cho em nha tình yêu. Ở thôn Phương Tiến ấy. Em ở cầu Dài Cây 3, cầu Dài Cây 3 chị biết. Đỗ Thị Xuân hay là em thử lên màu đen cho chị xem để cho chị rõ hình dung nhỉ. Mặc trắng em ok các chị yêu, em lên màu trắng nha. Em lên màu trắng với màu đen cho các chị yêu xem nha. Nếu mà chị muốn shop em thì vào thôn 2 thì em chuyên bán đồ trẻ con. Nếu mà chị muốn vào gần nhà em thử ấy thì em ở trong đường Kim Đồng thôi chị ạ. Đi từ chỗ Y Cao Hồng Đức chị biết không? Đấy, có cái đường đi vào Kim Đồng nhá. Đường đi vào Kim Đồng xong là đến em đi một đoạn để đến. Em lên trắng nha các tình yêu. Chưa đến bệnh viện mà đi vào đường Kim Đồng. Chị Đỗ Thị Xuân này, em lấy mặt em ra này. Chị nhìn mặt em này, em đảm bảo cho chị là chất vô cùng đẹp nha. Chất vải u mì, co giãn, dày dặn, không bay, không xù, không cắn
hàng chị chặt đầu luôn em. Chị chặt đầu em đi cũng được. Ờ, mặc trắng đi em đây, mặc trắng đây các chị yêu ơi. Trắng đây nha. Trắng cũng rất là đẹp luôn nha, màu nào cũng đẹp luôn. Màu nào cũng đẹp luôn nha. Vâng, số của em ạ. Ok chị Vũ Hường, sớm mai em gửi hàng cho chị Vũ Hường nha. Vũ Hường mà gửi sớm cho chị xem đẹp không chị lấy cả ba. Chất umi quá đẹp luôn ạ. Chất đẹp lắm các chị ạ, bo gấu nha. Bo gấu nha, đi với tôi dày lười, hoặc dày thể thao, màu đen, màu trắng lên đều đẹp nha. Nhã Phương ơi, em chị lấy chị bao nhiêu cân để em chốt size cho chị bộ đen ạ? Chị bao nhiêu cân ạ? Cho chị 3 bộ giảm ship nhé. Chị Vũ Hường không chị ơi, 3 bộ vẫn là 25k tiền ship nha chị Vũ Hướng. Chị có lấy 10 bộ cũng vẫn là 25k phí ship nha. Các chị lưu ý giúp em là em thu lời lãi bao nhiêu thôi, em bán chỉ lấy số lượng thôi. Nhã Phương ơi, bộ đen lấy size gì tình yêu ơi? Nhã Phương này, chốt cho Nhã Phương này. Em chốt cho chị Nhã Phương bộ đen, nhưng mà chị lấy size chị bao nhiêu cân ạ? Chị Nhã Phương bao nhiêu cân để em chốt size cho chị nào? Chị Nhã Phương đâu? Đẹp lắm các tình yêu ạ. 043450 cho mình màu đen. Ok em chốt cho chị Đỗ Thị Xuân, cho em số điện thoại đi ạ. Cân nặng cộng số điện thoại đi chị yêu ơi, cân nặng cộng số điện thoại đi ạ. 0373043450 chị Đỗ Thị Xuân cho em chiều cao cân nặng kèm số điện thoại nha. Chị Phương phải cho em cân nặng đi, em chốt đấy cho ạ. Chị Nhã Phương cho em chiều cao cân nặng nha, em chốt size cho chị nha, em có số điện thoại rồi nhưng mà chị cho em chiều cao cân nặng để em chốt size nha. Chị ơi, dơ các màu lên em xem nhé. Ok, Vi Diệp. Diệp không mặc vừa đâu, Diệp gầy lắm. Gầy à? Diệp có 45 cân không vừa đâu Diệp ơi. 45 cân thì không vừa đâu. Đông Hoàng, các chị ơi, phải có cân nặng thì em mới chốt size được. Đông Hoàng ơi, chị lấy size gì? Chị Nhã Phương bao nhiêu cân ạ? À? Cho em cân nặng đi, em chốt size cho nhá. Không là mặc về lại mặc rộng đấy ạ. À. Chị cảm ơn cú phát, theo cú phát này cho em này. Chiều cao cân nặng kèm số điện thoại. Chiều cao cân nặng màu kèm số điện thoại cho em nhá. Chiều cao cân nặng màu kèm số điện thoại cho em nha các tình yêu. Đẹp xuất sắc luôn đấy các chị ạ. Đẹp lắm ấy. Màu đen màu đỏ nè. Đến cả cái bo tay của nó cũng bằng chất umi luôn chứ không phải bằng cốt tông đâu. Bo tay bo chân chất umi hết nha. Em 48kg vừa nha. Vi Diệp 48kg vừa nha. Vi Diệp cao 1m bao nhiêu vậy? 48kg vừa mà. Em 48 cân mặc size M đây. 48kg vừa size M nha các tình yêu ơi. Đỗ Thị Xuân, chốt cho Đỗ Thị Xuân này cho mình L nhé. Mình vừa lấy 2 bộ rồi. Vừa lấy 2 bộ rồi á? Vừa lấy lúc nào? Chắc 2 bộ lần trước. 2 bộ chị nhận được rồi đúng không chị yêu? Hàng này còn đẹp hơn đấy chị ạ. Lấy cho Đỗ Thị Xuân size L màu đen. Ờ, 214 894. Ok, em chốt cho chị Đỗ Thị Xuân size L màu đen. Cao 1m52, nặng 54, bụng to, mặc size gì em? Thế thì mặc size L đi. Mặc size L cho em nha, chị Hiền Đỗ nha. Chị Hiền Đỗ mặc size L cho em nha. Chị chọn màu đi ạ, bụng to. Mặc size L cho em nha, Hiền Đỗ. Chị Hương ơi, lấy 3 bộ 3 màu luôn ạ. Đông Hoàng cho em cân nặng này, Nhã Phương cho em cân nặng để em chốt size nhá. Chị Vũ Hường ơi, 3 bộ 3 màu nha. Đúng rồi, 3 bộ thì phải 3 màu chứ. 3 bộ 3 màu size L luôn đúng không? Ờ, Đỗ Thị Xuân 1m52 mà nặng 53kg mặc size M cho em nha. Ờ, 52. 1m52 mà nặng 53 mặc size L. Ờ, chị Đỗ Thị Xuân 1m52 nặng 53 cân. Size M á? À, chị lấy size L à? 1m52. Ok, chốt cho chị Hường 3 bộ luôn này. Đông Hoàng với Nhã Phương có chốt thì phải cho em cân nặng là không, em bỏ đơn ra nhá. Các chị ơi, chốt hàng cho em chiều cao cân nặng, em nhập size cho mọi người nha. Mọi người, chứ đây không phải hàng free size đâu, nó có size cả đấy. Xin chào Quệ Nhí. 3 màu L, Vũ Hường 3 màu size L. Ok chị. Chất umi co giãn nha, không bay không xù không cản chỉ nha. Chất umi co giãn không bay không xù không cản chỉ nha các tình yêu. Chất umi co giãn không bay không xù không cản chỉ nha. Không ơi. Này. Đứng đi đỏ này. Ô, chị ơi, quay lại chốt cho Đông Hoàng đi. Màu đen. Màu đen cao 1m65, nặng 58kg, mặc size L cho em nha Đông Hoàng. Size L màu đen.
Phương chưa cho cân nặng đúng không? Nhã Phương chưa cho cân nặng chiều cao này. Nhã Phương lại còn ở đó không cho em cân nặng chiều cao, nhặt sai cho nha. Không thì em sẽ bỏ đơn của chị ra nha. Đông Hoàng: bạn ơi, L quần vừa nhưng áo rộng, theo bạn mặc M hay L? Chị nào đấy? Chị cao 1m52, nặng 53 cân. Chị mặc M thôi. Chị mặc M thôi đơn nha. Đỗ Thị Xuân: bụng chị không to thì chị chỉ mặc M cho em nha. Màu đen, màu đen size L 0969. Các chị yên tâm, không vừa em đổi cho. 0969869 529. Chị Mai Hồng Điệp để lại số điện thoại cho em nha. Chốt cho Mai Hồng Điệp đi. Màu đen size M. Đông Hoàng là L đúng không? Đông Hoàng là size L, màu đen. Mai Hồng Điệp. Chị Mai Hồng Điệp cho em số điện thoại nha. Cho bộ màu đen, cao 1m58, nặng 62kg. Cao 1m58, chị mặc size L cho em nha, Mai Hương nha. Mai Hương cho em xin số điện thoại nha. Bụng 77 bạn ơi. Thôi mặc chỉ mặc size M thôi. Đỗ Thị Xuân bụng 77 thì chỉ mặc size M cho em thôi nha. Bụng 77 mặc size M cho em nha. Xin chào Thắm Hoàng ạ. Chị nhận ra hàng rồi, đẹp và vừa lắm. Em ơi, em cảm ơn chị Nông Kiều nha. Em ghi bình luận của chị Nông Kiều nha. Em cảm ơn chị nha. Chị Nông Kiều xem có thích bộ này không, mua ủng hộ em tiếp nha. Chiều cao và cân nặng của bạn giống mình luôn đấy. Ờ, chị Hiền Đỗ với lại chị Đỗ Thị Xuân kia chiều cao cân nặng giống nhau kìa. Mai Hương lấy gì đây Mai Hương? Mai Hương bộ màu đen. Mai Hương lấy size L đúng không? Mai Hương Điệp chưa có số điện thoại này. Em đặt cho chị số Mai Hương đi. Ờ, 0913 832 841. Gian họng quá. Các chị yêu ơi, em đã ghim giá tiền ở bên dưới rồi ạ. Em đã ghim giá tiền ở bên dưới rồi nhá, 240k một bộ nha. Mông 96 bạn ạ, khổ thế. Nhã Phương có đây không? Mai Hồng Diệp có lấy không? Nhã Phương bỏ đơn nhá, tại vì không có size. Các chị yên tâm, không vừa em đổi lại cho, có gì đâu. 240k nha. Mai Hồng Diệp ở bên nick bên nào ta? Nè. Chị Mai Hồng Điệp cho em số điện thoại đi chị ơi. Chắc là nó đi trôi không? À, nó chưa hiện comment thôi. Mai Hồng Điệp cho em số điện thoại nha. Lấy đi chốt luôn đi ạ. Ba màu. Cứ size M cho em mà mặc chị Đỗ Thị Xuân nha. Chị không bị béo thế nên là cứ chốt. Cứ chốt M cho em nha, Đỗ Thị Xuân nha. Nguyễn Ngợi kìa. Mình là 58kg, mặc size L cho em Nguyễn đây Ngợi là nha. Chị yêu ơi, chị lấy gì? Nguyễn Ngợi ơi, lấy màu nào đấy ạ? À? Chị Nguyễn Ngợi lấy màu gì ạ? Ghi số điện thoại đi đã, Nguyễn Ngợi. 09 à 0705. 05 0726 2685. Chị ơi, chị lấy màu gì? Chị Ngợi lấy màu gì? Chắc là đen, đen L đúng không? Đen L hay trắng L chị yêu ơi? Chị Nguyễn Ngợi lấy màu gì đấy ạ? Các chị nhìn mặt em lấy. Mặt em ra đảm bảo cho các chị là hàng đẹp luôn nha. Chưa cho chị Ngợi rồi. Đen ok chị nha, em chốt cho chị màu đen size L rồi nha chị Ngợi ơi. Em chốt cho chị Ngợi nha. Mai Hồng Điệp có lấy không lấy thì thôi nha. Mai Hồng Điệp lấy phải cho số điện thoại nhá. Chưa có đơn của bạn đâu đấy. Chị Mai Hồng Điệp còn ở đó không cho em số điện thoại thì em sẽ để hàng cho chị nha. Không em sẽ bỏ ra em xả đấy ạ. 240k một bộ nha các bạn, 240k nha. Đây
đây này, các chị phải xem cái bo của nó đây này. Bo của nó cũng bằng chất umi luôn nhá. Bo của nó ấy không phải bằng chất cốt tông đâu mà bằng chất umi luôn. Form quần rất là đẹp luôn nhá. Form quần quá là đẹp luôn. Em có 3 màu nha các tình yêu. Màu đỏ, màu đen, màu trắng nha. Đỏ, chị ơi, chị chỉ mặc size L nha. Thôi, size L của em đến 60 cân mà chị Ngợi ơi. Chị không mặc được XL mà cũng không có size L đâu mà cái này nó là 58 umi, umi, umi co giãn mà. Umi co giãn. Đây này, co giãn thoải mái như thế mà đanh chất như thế này. Chất này nó không phải là cái loại đều mà mỏng dính mà mặc khoác vào cũng nhìn đến cái màu áo con bên trong đâu. Chất đẹp luôn nha, xịn luôn nha. Các chị yên tâm. Mình lấy hai bộ đen nhé, bộ đỏ đen nhé. Ok, chị Nguyễn Ngợi chốt thêm cho chị Nguyễn Ngợi một bộ đen, à một đỏ và một đen size L chị nhá. Một đen size L và một đỏ size L nhá. Ok chị yêu luôn nhá. Ok chị Nguyễn Ngợi nha, các chị yên tâm nhận hàng là muốn mua thêm lần nữa, em lấy mặt em ra đảm bảo cho các chị là hàng chuẩn đẹp, sang mịn xịn luôn nha. Không bay không xù không gắn chỉ luôn nha. Co gấu co tay bằng umi luôn nha, chứ không phải bằng chung đều đều mà mặc một hai lần nó đã giã ra rồi đâu nha. Chốt cho chị Nguyễn Ngợi một bộ đen một bộ đỏ rồi nha. 50 cân mặc size M đẹp luôn nhá, chị hàng nội địa nhá. Chị hàng nội địa giờ chốt hàng lấy màu gì ạ? Em đảm bảo với chị là chị nhận hàng chị còn muốn mua thêm hiện tại vì chất của nó đẹp vô cùng luôn. Chất umi co giãn dày dặn không bay không xù không gắn chỉ luôn nha. Cầm quần mình xem. Đưa em một cái quần. Quần đây nha chị yêu ơi, quần đây dày dặn lắm luôn đây này. Này. Quần đây nha các chế. Này, hai bên sườn của quần đây này. Đường chỉ quần này. Đẹp lắm, nói chung là các chị lấy luôn 3 bộ để mặc 3 màu cũng được. Xin chào chị Hà Thu Hằng nha. Em ơi cho chị bộ trắng như em. Ok, chị cho em số điện thoại đi Lương Long Lanh ơi. Lương. Mình đọc vớ va vớ vẩn. Hạnh Lương. Lại còn đọc Hạnh Lương Long Lanh mới sợ chứ. Ok, màu trắng 50 cân size M cho em số điện thoại chị yêu ơi. Màu trắng 50 cân size M nha. Em ngồi sai, em không đọc được rõ tên các chị. Đọc Hạnh Lương Long Lanh mới sợ, chị cho em số điện thoại đi ạ. Tùng Mai 240k một bộ nha. 240k một bộ nha các tình yêu. Em lấy mặt em ra đảm bảo cho các chị là hàng bao đẹp luôn, bao giá bao chất cho các chị luôn, không bay không xù không cắn chỉ, chất dày dặn luôn nha. Umi dày dặn luôn nha, không phải mấy cái hàng đều đều mà nó mỏng dính hết xong là vuốt vuốt như này nó xù bông lên đâu nha. Em vuốt cho các chị thoải mái luôn. Đang dự 55 cân chỉ là mờ thôi chị yêu ạ. Chào chị Sương Thu, em nhìn thấy Sương Thu nha. 55kg mặc size M cho em nha. Mọi người đặt hàng để lại cân nặng chiều cao màu kèm số điện thoại giúp em với. Theo cú pháp, cân nặng chiều cao màu kèm số điện thoại cho em nha. Mọi người đặt nhanh đi, không hết em về vài trăm bộ thôi. Lương Hạnh cho em xin số điện thoại này, chốt cho chị một trắng size M nhá. 50 cân nhá. 55 cân mặc size M nhá, Lan Rừng nhá. Chị cao mét bao nhiêu ấy? 0975 em đọc cái gì? 0975866431. Ok chị nhá, chốt cho chị rồi ạ. Lương Hạnh. Lan Rừng có lấy thì em chốt nhá. Có 3 màu luôn các tình yêu ạ. Trắng, đỏ và đen, tất cả đều quần đen hết ạ. Tất cả đều quần đen hết nha các tình yêu nhá. Lương Hạnh đọc ra Lương Long Lanh mình sợ chứ. Các chị yên tâm, chất đẹp lắm, vô cùng đẹp luôn, đẹp vô cùng, đẹp long lanh. Đọc.
Chị Hạnh Hoàng bao nhiêu cân nhỉ? Chị comment chiều cao cân nặng vào đây cho em nha. Em chỉ có 2 size thôi nhưng mà các chị phải comment chiều cao cân nặng để em căn size cho nha. Lan dừng cho chị. Gì? Mơ chanh nha là sao? Size mờ trắng à? Chị Lan dừng lấy size mờ màu trắng đúng không? Ok, Lan dừng chốt cho chị size mờ màu trắng nhá. Cho em số điện thoại này chị ơi. Chị cho em số điện thoại đi Lan dừng. Chị Hạnh Hoàng bao nhiêu cân nhỉ chị yêu? Đẹp lắm ấy, đi giày thể thao mà quá đẹp luôn các chị ạ. Nhìn cái chất này là các chị mê luôn. Quá rẻ, 240k quá rẻ luôn nha. Em chốt là Lan dừng một bộ trắng size M cho em xin số điện thoại nhá. À chị 1m62 chị chỉ mặc váy thôi. Chị mặc mờ thôi. 1m62 mặc mờ cho em nha Lan dừng. Mặc mờ là chuẩn luôn nha. Giá em đang ghi bên dưới 240k nha các tình yêu. 240k nha. Chỉ duy nhất 240k một bộ thôi ạ. Lan dừng này. Lan dừng lấy trắng. Hạnh Hoàng shop em ở cây 3km. À nhầm, km 3 thành phố Yên Bái nha chị Hạnh Hoàng. 078 này. 404 404 745 745 ok Lan dừng nhá. Cho Lan dừng một bộ. Shop em ở cây 3 thành phố Yên Bái nha chị nha. Km 3 thành phố Yên Bái nha. Siết xe đây toàn quốc chỉ có 25k cho thôi. Cho Tuyết Đặng Ánh này, size M này. Ghi đi chị. Màu gì đấy? Ờ nhờ. Chị Tuyết Đặng Đắng Đặng Ánh này chị lấy màu gì ạ? Chị lấy đỏ đen hay trắng ạ? Ờ 0917 254 254 788 788. Thương Nguyễn chị ơi hôm nay lên sớm thế. Em lên sớm để em đi chơi. Lên sớm để đi chơi đấy. Lên sớm để đi chơi. Trắng 53 cân cao 1m63 à Linh? Quyền Linh cho mình xin số điện thoại okay nha. Ok nhá, tối vào đi Linh. Ừ, lấy số. Đặng ok. Màu đen 53 cân size M. Tuyết Ánh Đặng lấy màu đen. Ok, Tuyết Ánh Đặng màu đen. Ok, chốt cho chị Tuyết Ánh Đặng màu đen size M. Em ở cây 3 các chị cứ qua trực tiếp mà thử thoải mái nhá. Em khuyến khích các chị qua để thích lấy luôn cả 3 màu ấy chứ. Ok, chị Quyền Linh, chị Phương cất rồi nha. Một bộ màu trắng 53 cân. Shop em ở cây 3 Yên Bái các chị qua thử okay, thoải mái nha. Ok, cất cho Linh nhá, cất cho Linh nhá. Qua thử sờ chất thoải mái. Size M nhá. 53 cân size M, ok. Hết luôn, là hết luôn. Sắp hết rồi. Mai Hương cho số điện thoại kìa. Mai Hương lấy gì đấy? Nãy ghi rồi mà. Chị Mai Hương lấy gì đấy hả? Mai Hương em chưa chốt đâu nhá. Bây giờ em chưa chốt Mai Hương. Mai Hương cho em lại cân nặng chiều cao với cả. Mai Hương đây rồi. Cho số điện thoại rồi mà. Ờ không phải Mai Hương lấy gì đấy? Hay Mai Hương này Mai Hương khác. Ừ, thế rồi. Mai Hương, chị Mai Hương đuôi số điện thoại 091 chị ơi chị lấy màu gì với cả size bao nhiêu ạ? Chị cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu đấy ạ? Kìa. Hiệp Võ ơi, chị cao bao nhiêu? Hiệp Võ cho em chiều cao cân nặng, em không có size XL đâu. Chị cho em chiều cao cân nặng để em căn size nha. Chị ơi hôm nay có gì mới không? Bộ. Em ơi cho chị xem mẫu đen đi. Ok chị đếm qua mẫu đen nha. Hương ơi có bộ này thôi Hương yêu quý ơi. Chị Hiệp ơi không có size L đâu. À không có XL đâu, có size L đến 60 cân nhá. Các chị mà mặc 60 cân thì có size L nhá. Chị Hiệp có bao nhiêu cân thì đếm chốt nha cho nào. Mặc màu đen nhá các tình yêu nhá, lên màu đen nhá. Bộ 240k một bộ các tình yêu ơi. 240k một bộ. Chất Umi nhá, chuẩn chất Umi luôn nhá. Ship 25k thôi chị ơi, yên tâm đi. Một bộ mất 25k mà nhà em 5 bộ 10 bộ chỉ 25k tiền ship nhá. Nên là các chị toàn mua một lúc mấy bộ thôi. Bao đẹp cho các tình yêu luôn. Đẹp ở chỗ là đây này các chị nhá. Em cho các chị xem nhá. Đây nhá, đây này các chị thấy chưa, cái đường bo tay của nó, đây là chỉ thừa em không nói nhá. Nó cũng bằng chất đấy luôn, cái đường bo tay bằng chất Umi luôn nhá. Cả đường bo bên dưới cũng bằng Umi luôn. Mình bán bộ nha, không bán nguyên quần đâu nha. Phí ship thế nào em ship 25k nha chị Lương Hạnh nha. 25k nha các tình yêu, 25k nha các chị mua một bộ cũng 25 mà 10 bộ cũng 25, 20 bộ cũng 25k nha. Đấy các chị thấy chưa? Đường bo của nó này, bo tay bo cấu. Màu đen đây chị nào bảo em lên giá màu đen, em lên giá màu đen các tình yêu đây. Hiệp Võ 58kg 1m56 mặc size L cho em Hiệp Võ. Sao lại XL được? Mặc size L cho em Hiệp Võ cho em xin số điện thoại nha. Trắng trắng size L ok rồi. Ok rồi. Huyền Trần 1m55 nặng 62kg vừa nha. Hiệp à 1m55 62kg.
Thôi không vừa đâu. Không vừa nha. Hiệp tròn quá. Mặt bị rộng ấy. 09 07. Hương Nguyễn 907 này. Bao nhiêu một bộ? 240k nha các tình yêu, 240k một bộ nha các chị ơi. 0973 01613. 240k nha. Chị mặc size L thôi tình yêu ơi. 0907301613 đúng không? Ok, chốt cho Hiệp Võ rồi nha. Em bán bộ các chị ạ, không bán nguyên quần cũng không bán nguyên áo đâu. Xong tỷ tỷ 1m48 nặng 51 cân mặc size M cho em nha. 48 thì dài. 48 à? 1m48 mặc quần dài đúng không? Ừ. Chị xong tỷ tỷ ơi. Chị 1m48 thì mặc cái quần nó hơi bị dài. Mặc quần nó bị dài nha chị. Nếu mà chị về chị cắt đi thì mặc vừa so với chị còn chị để nguyên thì nó bị dài ấy. Có mấy màu chị có 3 màu nha, đỏ đen trắng nha các tình yêu. Mình phải cất bộ này mình mặc. Bởi trời. Đỏ đen trắng nha các tình yêu. 65kg vừa không vừa đâu chị Lan Thu Nguyễn nha. 65kg không vừa. Nhanh tay gần hết rồi các chị ơi. Em sắp hết rồi, em còn mấy bộ đây các chị nhanh tay đặt hàng đi ạ. 52kg vừa nha, chị mặc size M cho em nha, chị Hiền Nguyễn nha. Em xin chào Trần Nhàn nha. Chào Trần Nhàn nha. Chị yêu ơi, 52kg vừa nha chị nha. 52kg vừa nha. 52 chị Hiền, Hiến mặc vừa luôn đấy ạ. 53kg mặc size M cho Trang nha. 53kg mặc size M cho em nha. Nào chị Phạm Thị Hoa nha, chị Phạm Thị Hoa lại vào à. Vào xem em like bộ mới về đi chị Phạm Thị Hoa ơi. 53kg mặc size M cho em. Linh Chi ơi, 240k một bộ nha chị nha. 240k một bộ, em còn vài bộ thôi, các chị nhanh tay đi nào. Chị mận mà mờ nhỉ. Trắng kìa. Chốt size M nha, Tạ Thị Bình nha. Tạ Thị Bình đúng không? Ừ. Hai bộ là một bộ trắng, một bộ đen size M. Đâu? Màu trắng 1m6 một bộ. Một bộ đen còn gì? Màu trắng là một bộ trắng, một bộ đen. Tuyệt, chị Bình ơi, chị lấy hai bộ đúng không? Đúng rồi. Lan Dừng lấy size L à? Ok, chốt lại cho Lan Dừng size L đi. Đấy là em lấy theo ý chị nha. Em lấy theo ý các chị đấy. Cho xong làm mình xem lờ đi. Tạ Thị Bình lấy hai bộ à chị yêu ơi. Tạ Thị Bình lấy một trắng một đen đúng thì ok cho em nha. Chất u mì co giãn 03 không xù nha. Chất u mì co giãn dày dặn 03 không xù nha chị yêu. Em lấy mặt em ra đảm bảo cho chị là chất vô cùng đẹp luôn. Yên tâm. Em đã lấy mặt em ra đảm bảo cho các chị phải biết thế nào rồi đấy. 65kg, 1m75 không vừa đâu nha Nguyễn Dung nha. Không vừa đâu nha. 0936 thì đây. 263. 026. Chị yêu ơi, một trắng một đen à hay một bộ đấy? Một trắng một đen thì ok cho em nha. Hoặc là một trắng một đấy thì một trắng một đen thì chị bảo em nha, chị Tạ Thị Bình nha. Ok rồi, hai bộ màu trắng một đen. Ok chị luôn. Quá đẹp luôn chị. Đặt thế là đúng đấy chị ạ. Các chị yên tâm về đặt hàng ấy, xong là nhận hàng ấy cho mọi người xem, những bạn của mình xem người ta còn muốn nhờ mình đặt luôn cho ấy. Hai bộ mà có 480 cộng 25k tiền ship 500 bằng các chị mua một bộ luôn. Em thề luôn đấy, bằng các chị mua một bộ chất này luôn đấy. Quá là đẹp luôn. Hàng không một tí lỗi là luôn nha. Em ở đâu em ơi? Em ở cây ba Yên Bái chị Phạm Thị Thoa ơi. Em ở cây ba Yên Bái nha. Giờ quần chị xem ok. Quần đây ạ. Quần đây nha chị nha. Quần form chuẩn lắm. Đây. Nói chung là nó không bị lỗi, không có một tí lỗi nào luôn các chị ạ. Em các chị phải nhìn cái vai không xù của nó, cái đường bo của nó đây này. Nó bo bằng chưa? Chất u mì luôn chứ không phải bằng chun như là mấy cái hàng rẻ tiền xong rồi mặc mấy hôm nó ráo hết ra đâu. 240k nha chị Loan Kim nha. Cho chị màu đỏ đi. Chị Lê Thu Trang cho em chiều cao cân nặng kèm số điện thoại. 53 cân. Ok. Màu đỏ Thu Trang, màu đỏ size M. Màu đỏ size M nha, em chốt okay, cho chị luôn. Trang cho em số điện thoại đi nha. Yêu ơi. Thu Trang em xin số điện thoại với.
Trang à? Ui trời, tính là gì nhỉ? Lê Thu Trang. Đi rửa chân tay đi con, xong ăn cơm. Bố không về, bố đi có kêu con. Lê Thu Trang này. Chuẩn sai lắm Lan Rừng ạ, chuẩn sai luôn. Nhưng mà chị ML thì chị mặc được. Chị 55 cân chị mặc được cả M và L. Nói chung là chị thích rộng một chút thì chị mặc M, L cho em, không sao cả. Chứ trường hợp các chị mà 50 cân thì không thể mặc L được. Nhưng mà chị 55 cân chị có thể mặc L hoặc mặc M. Con bật quạt đi con. Nhanh lên, bật quạt cho mẹ này. Chị Lê Thu Trang cho em xin số điện thoại với. Em chào tất cả các chị nha. Các chị vào đông rồi đây. Các chị vào đông chia sẻ nhiệt tình cho em đi ạ. Chia sẻ nhiệt tình đi nha. Chia sẻ nhiệt tình giúp em với. Có màu khác không em? Hay mẫu khác ạ? Chị ơi, màu khác hay mẫu khác? Em chỉ có mẫu này với cả màu đen. Em có 3 màu nha, đỏ, đen, trắng nha. Đỏ, đen, trắng nha các tình yêu. Xin chào Phạm. Con ăn cơm đi, ăn cơm. Đẹp quá. Đẹp. Bộ đó giá mọi 240k nha. Trang ơi, có lấy nha. Thì cho chị số điện thoại nào. Xin chào Quyền Linh nha. Chị Thu Trang đâu rồi ạ? Cho em số điện thoại ạ. Không cho số điện thoại em bỏ đơn của chị ra xả nha. Môn môn có bộ ngắn crotop không? Crotop không có. Môn môn nó không có bộ crotop đâu nha. Em không có bộ crotop đâu ạ. Em chỉ có bộ như thế này thôi. Nè mẹ like hai mày em mày. Ôi hở chim. Em chỉ có bộ như thế này thôi. Rồi. Không cần địa chỉ đâu, mai mình gọi sau nha. 01686 335 906. Chị Lê Thu Trang, mai nhân viên bên em gọi điện chốt đơn sau nha. Còn nếu không thì chị in 68kg không vừa đâu chị Nguyễn thôi. Bao nhiêu kg vừa? Quên quên, chị cảm ơn chiều cao cân nặng cho em. Chị cảm ơn chiều cao cân nặng cho em nhá. 49-60kg mặc vừa nhá. 49-60kg mặc vừa nha các tình yêu. 68kg này không vừa đâu chị nha. Qua mẫu khác đi em. Em chỉ like, em chỉ liver bộ này thôi nha các tình yêu. Không free ship đâu nha mọi người nha. Không free ship đâu nha. Phí ship đồng giá 25k nha. COD 25k toàn quốc nha. Các bạn có mua 10 bộ hay 20 bộ thì vẫn là 25k. Mình 6. Ôi giời, Loan Kim 60kg mặc vừa đẹp luôn nha. Chị Loan Kim mặc size L cho em Loan Kim nha. Mặc size L cho em nha. Loan Kim đặt hàng để lại số điện thoại kèm màu cho em nha. Có tay ngắn, em không có tay ngắn đâu nha. Xin chào chị Trần Loan, em nhìn thấy Trần Loan rồi nha. Hiền Nguyễn bảo gì đây? Em bao nhiêu cân và cao bao nhiêu? Em 49 cân, cao 1m6 chị ơi. Em cao 1m6, nặng 49kg nha các chị. Ôi, thank you Thúy An rất là nhiều nha. Chia sẻ cho chị đi. Em cảm ơn các chị nha, các chị chia sẻ giúp em với. Em cảm ơn các chị nha. Giảm giá đi. Giá này là giá quá rẻ rồi. Em chào chị Loan Vũ. Có cho xem hàng không? No. Không cho xem hàng trước đâu nha. Không cho hàng xem hàng trước đâu nha. Hàng em quá đẹp đảm rồi. Đảm bảo cho các chị là hàng chuẩn đẹp luôn nha. Em lấy mặt em ra này. Em lấy mặt em ra đảm bảo cho các chị luôn. Chất đẹp vô cùng luôn nha. Em ơi chị 48kg 1m51 vừa size M. À 1m48. À 1m51 mà. 1m51. Ít nhất phải 1m55. Chị ơi, 1m55 thì mặc thì nó vừa, nhưng mà 1m51 thì chị mặc nó sẽ bị dài, xong nó trùng như thế này này. Trùng như thế này này. Châu Hoàng cho em coi mẫu đỏ với. Ok nha, ok. Chuyển sang màu đỏ nha các tình yêu ơi. Màu đỏ nha. Trời ơi, các chị phải xem đây này. Em dơ cho các chị xem đây này. Nó hàng chuẩn nó như thế này này. Hàng chuẩn như thế này. Linh ơi, Phong nghỉ. Linh ơi, Phong nghỉ. Cái cổ nhá. Cái cổ nhá các chị nhá. Cổ này nó bằng umi này. Cổ này bằng umi này. Bo tay này. Các chị nhìn thấy chưa? Bo tay cũng bằng chất umi này. Và đến cả bo dưới bằng umi chứ không pha một chút cotton nào đâu nha. Ok, đỏ đợi em chút. Các chị thấy chưa? Form áo của nó chuẩn đét như thế này cơ mà. Chuẩn đét như thế này. Từ đường bo tay, bo gấu đều bằng một loại vải hết. Đều bằng một loại vải hết nhá. Chứ không, nó không pha cái vải thun vào đây đâu nhá. Các tình yêu yên tâm, hàng em loại một luôn nhá. Mẫu đỏ đấy nha các chị yêu ơi. 240k nhá. Nhìn mặt em lấy đảm. Em lấy mặt em đảm bảo cho các chị luôn nhá. 240k à, Mỹ Dương ơi.
chất đẹp lắm, u mịn không bay không phù luôn nha, không cắn chỉ luôn nha các chị yêu ơi, hàng đẹp lắm. Màu đỏ đẹp nhỉ, màu đỏ màu nào cũng đẹp hết ạ. Tất cả đều là quần màu đen, quần màu đen hết. Quan trọng các chị thích màu nào. Xin chào Vũ Huyền Trang, chào Phạm Thị Thùy Dung nha, em chào Sam Sam Sam. Ui giời ơi, bà Sam liền đọc. Đẹp, nói chung là đẹp, các chị không mua thì tiếc lắm. Chuẩn này, Hiền này. Rồi xong. Hiền ơi, đây để chị giới thiệu Phong cho Hiền nha. Bây giờ chị mới giới thiệu cho Hiền. Phong đi ra ngoài. Hiền này, Hiền vào đây này. Đây này, Hiền thấy chưa? Hàng chuẩn nhá. Hàng chuẩn không phải khóa vàng đâu mà nó là khóa trắng. Nó là khóa trắng nhá. Cái bo trên này nó bằng chất umi này Hiền này. Bo cổ umi này. Bo gấu tay bằng umi hết nhá. Bo gấu tay bằng umi và bên gấu bên dưới bằng umi đấy. Hàng hôm nọ em đặt 260k có phải như thế này không? Hay là cái bo tay và bo gấu nó là chất thun đấy. Hiền phân biệt hộ chị nhá. Hàng chuẩn như thế này hôm nọ em hỏi này. Đây bây chị cho dơ cho em hàng loại 1 luôn này. Đấy, đẹp chưa? Đẹp xuất sắc chưa? Bo gấu bo tay nhá các tình yêu nhá. Bo gấu bo tay cùng một loại vải nhá. Nếu mà hàng loại 2 ấy, cái này nó là chất thun nhá. Cái này nó là chất thun nhá các chị nhá. Nhưng mà các chị nhìn thấy chưa? Nhà em nó là một loại vải luôn. Từ áo đến bo đều là một chất luôn. Em đã bị lừa lại còn bị mua đắt đúng không? Còn bị mua đắt đây này các chị này. Hàng này mới là hàng chuẩn này. Không tải nữa mày, mẹ ăn bị quá tải rồi. Không tải nữa cho. Đi ra ngoài ăn cơm đi nha em. Thank you Sam. Lấy đi, bây giờ lấy bộ này đi em yêu. Đi ra ngoài. Không tải nào nữa. Không tải cái gì hết, lại không cho gì bán, mua bán cái gì hết ở đây. Lấy em bộ màu trắng. Ok, cho lên Hiền màu trắng ở nha. Lên Hiền cho chị lại chiều cao cân nặng đi. Trời ơi, nhiều khách quá chị không nhớ được đâu. Nam Nguyễn 240k nha. Có size 62kg vừa không em? Không có đâu nha chị nha. 62kg không vừa nha. Cùng lắm là 61 cân mặc được nha. 6, Hiền bao nhiêu cân nhỉ? Hiền chiều nha. Cao cân nặng bao nhiêu để chị cất luôn bộ màu trắng cho em nào. Ok, cho chị cân nặng đi, cho chị cân nặng chiều cao đi Hiền ơi. Chị Hiền xem cân nặng chiều cao để em nhặt size nha. Đi ra ngoài cơm. Mọi người đặt hàng để lại chiều cao cân nặng kèm màu kèm số điện thoại nha. Chiều cao cân nặng kèm màu kèm số điện thoại cho em nha. Một mét từ 58 cân mặc lại size L đi Hiền ơi, Lê Hiền mặc size L cho chị nhá. Ok em yêu. Nhắn luôn cho chị lại số điện thoại đi Hiền ơi. Đầu óc chị chán lắm không nhớ được đâu. Lê Hiền 58 cân. 1m64 mặc size L nhỉ? 1m64 nặng bao nhiêu cân? 58 cân. Size L. Ok. Chào Dũng Trần nha. Em không cần nói nhiều, em lấy mặt em ra đảm bảo cho các chị là hàng bao giá bao chất cho các chị luôn. U mì co giãn dày dặn không bay không xù không cắn chỉ nha các chị. Hàng đẹp lắm luôn. Cho cho lên Hiền size L. Đây đây chị cho Hiền đây một bộ màu trắng đây để về so sánh nhá. Để về so sánh chất nhá. Có bộ màu gì vậy chị? 70kg không vừa đâu nha. Mình có 3 màu, màu đỏ, màu trắng, màu đen nha. Hà Cao nha, Cao Hà nha. 3 màu nha, đỏ đen trắng. Ok. Này Lê Hiền số điện thoại 0979. Đấy. Khách quen mà suốt ngày quên số điện thoại thì 0979 583 583 241 241 ok Hiền nha. Chị ơi màu khác hay mẫu khác ạ? À, Lương Liêm ơi. Hôm nay lên bộ Fendi này thôi các chị em nhá. Em chỉ lên bộ Fendi này thôi nha. Chị yêu nào lấy cho luôn đi hoặc là nhà em nghỉ đây ạ. À. Tiến không về đâu mẹ ơi. Không về. Vâng.
Các chị chốt nhanh lên này, em chỉ còn một vài bộ thôi. Không chốt nhanh tay là hết hàng đấy. Tại vì chất đẹp lắm, bao giá bao chất cho các chị luôn mà. Thank you các tình yêu nha. Và màu đỏ, đi. Màu đen, màu trắng này. Màu đỏ, màu đen, màu trắng nha. 50kg mặc size M cho em nha. Đồ, đồ cưới Thủy Thìn nha. Chị đồ cưới Thủy Thìn mặc cho em size M. Mặc size M như em luôn nha. Mặc size M như em luôn nha. Chị yêu ơi, mặc size M nha. Chị đồ cưới Thủy Thìn đặt hàng để lại số điện thoại cho em nha. Mặc bằng em luôn size M. Em 49 cân. Xin chào Ngọc Bích nha. Em chào tất cả các chị ạ. Ok, chốt cho Hà Cao bộ đen size gì đấy. Hà Cao cân mình chiều cao cân nặng cho mình nha. Hà Cao này, Hà Cao cân mình cho em chiều cao cân nặng nha. Hà Cao nghe quen đấy. 0985. 0985, ok, đợi chút em đứng lên nha. 218 218 4, 218 646 218. Em chào Lan Mập ạ. 46, bộ kia kim tuyến á. Trời ơi, bộ này không có kim tuyến luôn. 240k Hà Cao cho em cân nặng chiều cao em lấy bộ đã. Đây nha. Đây nha các chị yêu ơi, đằng sau này. Đẹp lắm. Này. Tâm Đoàn thử màu đen đi em, bao nhiêu cao? 240k nha. Thơ Ngô. Thơ Ngô để lại số điện thoại cho em nha. 240k nha các chị. Ok, chốt cho chị đồ cưới Thủy Thìn nha. Đỏ, size M. Đồ cưới Thủy Thìn. Đồ cưới Thủy Thìn size M 0906. 0906 anh em. 603 603 045 045. Đỏ size M ạ. Em chốt cho chị Hà. Vâng, đỏ size M. Em ghi tiếp đi. Này, Hà Cao em chốt cho chị Hà Cao. Hà Cao đây rồi. Cho số điện thoại cho. Cân nặng chiều cao. Cân nặng chiều cao lấy size M. Hà Cao size M ạ. Hà Cao là đen đúng không? Em chốt cho chị Hà Cao size M rồi nha. Không giảm giá đâu các tình yêu ơi, quá là rẻ bộ rồi. Bộ đen size M. Ok, Hà Cao một đen size M. Đang ghi ghi Thơ Ngô cho số điện thoại rồi. Thơ Ngô lấy gì đấy? Thơ Ngô lấy màu đỏ size M. Đỏ M. 0966 715 340. Ok, Thơ Ngô đỏ M ạ. Vâng. Sắp hết rồi. Sắp hết rồi các chị yêu, anh nhanh lên nào. Chị nào vừa bảo ăn thử màu đen đúng không nhỉ? Phải không? Đen trắng màu nào đẹp luôn. Cho chị bộ màu đen XL. Tâm Đoàn ơi, em không có XL nha. Size L của em đến 60 cân. Chị yêu là chị yêu bao nhiêu cân để em xem chị có đủ có vừa không? Chứ không có size M đâu chị Tâm Đoàn ơi. Thôi chị cứ cân mình chiều cao cân nặng đi để em cân size cho nó dễ. Đúng rồi, các chị cân nặng cộng màu cộng số điện thoại nhá. Cân nặng cộng màu cộng số điện thoại cho em nhá. Chứ không có XL đâu, chỉ có ML thôi. Cái này mẫu có hai size ML thôi ạ. Chị nào hỏi mẫu đen em lên mẫu đen nha. Mẫu đen đây nha các tình yêu. Mẫu đen đây nha. Mẫu đen nè. Mẫu đen đi nha các chị ơi, mẫu đen đi nha. Mẫu đen đi nha. Xin chào Mai Trâm Hoàng nha. Em cao 1m58, nặng 52 mặc size M cho chị nha. Dung okay, nông mặc size M nha. Ừ, gửi lại con mình với chị đó. Tâm Đoàn cái bộ màu đen size L. Đoàn đọc đen L cho chị thử. 0973 524 524 638 638. Ok, Tâm Đoàn màu đen size L nhé. Em chốt cho Tâm Đoàn rồi nhá. Chị Dung Nông mặc size M cho em nha. Dung Nông đặt hàng để lại số điện thoại cho em nha. Chào Đỗ Ngân nha. Mọi người chốt nhanh, em chỉ còn vài bộ thôi ạ. Em lấy mặt em ra đảm bảo cho các chị chuẩn hàng luôn nha. Hàng bao giá bao chất cho các chị luôn nhé. Bao giá bao chất cho các chị luôn nhé. Chất u mì, dày dặn, không bay không xù. Xin chào vô diện nha. Dung Nông để lại số điện thoại cho em nha chị yêu. Để lại số điện thoại kèm màu cho em nha. Dung Nông để lại số điện thoại kèm màu nha.
chốt cho Mận Nguyễn này, đi. Chốt cho Mận Nguyễn màu đen size L. Màu đen size L 0848 48 427 356. Các chị nhận hàng mà không đẹp không chuẩn thì chặt đầu em đi nha. Chốt cho Dung Nông đi. Ghi cho Dung Nông ạ. Không nó trôi hết rồi. Ok nào. Dung Nông à. Dung Nông. Size M màu đen. 01663 372 485 Ok Dung Nông này. Mun Mun này 47kg mà sợ mặc nó hơi rộng ý. Chị Mun Mun. Mun Mun ơi. Chị Mun Mun. Ok thẳng 47kg sợ nó mặc bị rộng ý. Chị Mun Mun. Chị ơi chị cao 1m58 hay 1m85 đấy. Thằng Phi ơi 85 á, 1m85 không vừa đâu. Ui sao lại có người cao 1m85 lại... Sao lại một cao 1m. Cao 1m55 lặng 56 mặc cho em size 1m55 mà lặng 56 mặc size L nhỉ. Dung Phi á, Dung Phi cao 1m58 hay 85? Thắng Phi ơi, chị cao 1m58 hay 85 ạ? Này, 1m55 lặng 56 mặc size gì đây? 1m55 lặng 56 cân mặc size L 65kg không vừa nha, Thảo Vi nha. Hoàng Hằng, bao nhiêu tiền em ơi? 240k nha chị. Lê Hiền, chị Phương ơi, Lê Hiền nói gì đi ạ? Chị Phương đang ngồi đây. 240k nha, Minh Phan nha. Em chào Thu Hương, em chào Mai Trâm Hoàng, em chào tất cả các chị. Không có size S. Không, chỉ có size M với size L thôi, chị Mun Mun ạ. 49kg mặc size M cho em nha. Huỳnh Thị Thu, 49kg, cao 1m bao nhiêu đấy ạ? 49kg bằng cân em nha. Bằng cân em mặc size M cho em nha Huỳnh Thị Thu. Đặt hàng để lại số điện thoại kèm màu nha. Đặt hàng để lại số điện thoại kèm màu nha Huỳnh Thị Thu nha. Thắng Phi cao 1m58. Thơ Ngô em ơi đổi cho chị màu đen. Thơ Ngô có được không? Ok chị Thơ Ngô em đổi cho chị màu đen nha. Ok Thơ Ngô em đổi cho chị màu đen nha. Không có kiểu chui đâu chị ơi. Có mất tiền ship nha, ship đồng giá 2 ship COD toàn quốc 25k nha. Các chị con đặt 10 hay 20 bộ thì vẫn là 25k nha. Hồng Thắm 240k nha chị ở yêu ơi. Lát em gọi cho chị nhé. Ok chị Lê Hiền lát chị gọi nha. Em đang chị ấy đang like nha. Có bộ nào cổ tròn không bạn ơi? Mình không có cổ tròn đâu nha bạn ơi. Cao 1m52 nặng 57kg mặc vừa không? Quần hơi dài chứ. Quần thì gấu nó hơi dài chút nha. Mặc vừa nhưng mà ống quần nó hơi bị dài xíu nha. Chị Nguyễn Sâm nha. Dư Thị Nguyễn, ok chốt cho chị Dư Thị Nguyễn màu đen. Lật lại comment đã. 1m55 nặng 56 mặc size gì? Mặc L nha. Chốt cho Dư Thị Nguyễn size L nha. 01854 223 668 Ok Dư Thị Nguyễn này. Mun Nguyễn hôm nào về size S em tang chị vào nha. Mun Mun chứ chị bằng lấy cân em sợ mặc bị rộng. Minh Hương em đứng lên cho chị ngắm tí đây ạ. Đây các chị yêu em đứng lên cho các chị ngắm nhá. Nghiêng nè, đằng sau nè. Không ơi. Có đang tí thêm rồi ạ. Đẹp lắm các chị ơi. Các chị nhanh tay đặt hàng đi ạ. Còn vài bộ thôi. Đẹp là đẹp. Không có màu hồng đâu nha. Linh Trần không có màu hồng đâu. Em có màu đỏ này, màu trắng, màu đen. Đỏ, trắng, đen nha các tình yêu. Màu đỏ đẹp hơn màu hồng nhiều chị Linh Trần ơi. Màu hồng nhìn nó kiểu gì. Ok chị Mun Mun. Em chỉ còn một vài bộ thôi. Chị nào nhanh tay là đặt hàng đi ạ. Nhanh tay đặt hàng theo cú pháp này. Chiều cao cân nặng kèm màu kèm số điện thoại cho em nha. Chốt cho Huỳnh Thị Thu Y đi. Size M màu đen. Huỳnh Thị Thu à? Huỳnh Thị Thu size M màu đen. Em 49 cân chị Mun Mun ạ. Nhưng mà thực ra 48 cân mặc vẫn vừa nha chị Mun Mun. 0979 79 583 836 836 ok Thu nhá. Nhà chị có cân không? Có màu hồng không? Có màu hồng đâu. Có cân đấy. Cân á? Tí sao mà cân? Mặc trắng à? Ok các tình yêu mặc trắng nhá. Trắng với đỏ đây. Chị Thuận lấy gì đây? Chị Thuận
lấy size L màu đen dồn đơn. Một Thuận. Chiều chị mua hai quần. Ok em dồn đơn cho chị Trí Thuận nha. Lấy chị size L màu đen. Bộ 240k nha các tình yêu. Màu đỏ sau đó cho chị gọi. Ok chị Linh Trần, em lên màu đỏ nha. Cân nhà chị để đâu đấy? Ok chắc cho chị Trí Thuận nhá. Ok này 60 cân vừa nhá chị Minh Phương ơi. Trí Thuận này size L 0168 517 3880. 0168 517 3880. Em dồn đơn cho chị Thuận, Trí Thuận nhá. Màu đỏ đây nha các tình yêu ơi, màu đỏ nha. Đây còn đúng một bộ size L thôi. Hai bộ chứ. Bộ này Trí Thuận rồi. Đây nha tình yêu, màu đỏ đây nha. Không có chui đâu tình yêu ơi. Màu đỏ đẹp lắm đấy các chị này. 60 cân vừa nha Minh Phương nha. 240k nha Lê Thu. Trời ơi kiểu này không mai không thù không gắn chỉ luôn. Nó là Umi mà có phải cốt tông đâu tình yêu. Mẹ cái thằng này. Vừa zin luôn nha, mặc size L cho em nha. Xin chào Toàn Vân nha. Đỏ đen này các chị này, đỏ đen nha. Cho một bộ 60 cân. Minh Phương lấy màu gì ạ? Chị Minh Phương lấy màu gì để lại số điện thoại cho em đi ạ? Chị Minh Phương chốt màu gì để lại số điện thoại cho em nha. Ánh Tuyết Vân Quân mét 65 mặc vừa không bạn? Mét 65 mặc được nha chị yêu ơi. Cho bộ đen 55kg mét 54. 55kg mét 54. Vũ Thị Hảo. Mẹ cái thằng toàn mấy cái thằng căm mình vào vẫn đen xây mờ à. 55 tự đọc cho chị đây. Này có Hảo ạ. 0826 0826 402 402 938 938 đen xây mờ. Ok 55kg mét 54 đấy. Ok rồi rồi được rồi. Minh Phương cho em số điện thoại cái màu đi ạ. Thay quần đỏ đi em. Không, nó là áo đỏ quần đen mà chị yêu. Áo nó chỉ khác mỗi áo màu thôi nha, còn quần nó vẫn vậy nha. Không phải bộ đỏ đâu. Quần là một mẫu nha các tình yêu. Chị Minh Phương cho em xin số điện thoại kèm màu đi ạ. Minh Phương em xin số điện thoại kèm màu đi ạ. Em còn duy nhất màu đen size L thôi nha. Các chị nhanh tay nào. Xuất sắc. Đỏ size L Minh Phương này chốt đi. Đỏ size L Minh Hương. Minh Phương. Minh Hương. Minh Hương. 0962. Đỏ size L. 0962 828 628 608. Ok em chốt cho chị Minh Hương nha. Đỏ size L á. Đỏ size L. Này, ok còn duy nhất một bộ màu đen em chốt cho chị Minh Phương nha. Minh Phương. Minh Hương là đỏ L à? Đây là Minh Hương là đỏ L, còn Minh Phương là bộ đen L. Em cảm ơn Vương Vũ Tuyệt nha. Nào chốt cho Minh Phương đen L nữa hết. Em hết bộ đen rồi nha, em chốt cho Minh Phương là hết đen L rồi nha các tình yêu ơi. Ai đặt L thì đổi sang màu trắng hoặc màu đỏ cho em nha. 0914 0914 211 076 076. Ok chốt. Thắng Phi chị cao chị 58kg, cao 1m65 lấy bộ màu đen còn không có mũ đâu. Không có mũ đâu chị ơi. 55kg vừa nha. Vừa nha. 55kg vừa nha. Size L là size to nhất rồi. Nhung Trần cho chị. Không Trần đâu Minh Phương. Em hết đen L rồi nha. Nhung Trần ơi 44 cân không vừa đâu ạ. À Linh Trần 52kg cho em số điện thoại đi. 240k nha Mai Phương Nguyễn nhá. Linh Trần 52kg cho em xin số điện thoại Linh Trần ơi. Tình yêu ơi. Chim nha. Đăng lại. Lấy được tiền ở bưu điện chưa? Linh Trần cho em một bộ đồ trắng. Ok, chị cho tao Linh Trần này. Mai kia tao ra nha. Linh Trần này màu trắng này. Size M nha em nhá. Đăng lại này. 0966. Đăng lại đấy nhá, tí về gọi cho nha. 0966 này. 628 211 628 này 211 Linh Trần. Linh 68kg không vừa nha. Chị Linh Trần lấy màu trắng size M đúng không? Chốt cho Linh Trần màu trắng size M nha. Chốt cho chị Mỹ Linh Trần màu trắng size M rồi nha. Sao lại chặn luôn nha.
chất cho Linh Trần này. Linh Trần màu trắng size M này, có 3 màu nhá các chị yêu ơi, có 3 màu nhá. 60 cân Minh Phương vừa size L mà không chật đâu chị ạ. Đen em chỉ còn size M thôi nha. Màu đen em chỉ còn size M thôi nha các chị ơi. Em chào Hồng Liên nha. Đây màu của nó đây các chị, tất cả đều là quần đen nhá. Ok, tất cả là quần đen hết ạ. 50 ký vừa nhá. À, 50 ký mặc size M cho em nha, chị Hồng Liên yêu quý. Mặc size M cho em nha Hồng Liên. Cao mét 53 mặc size M nha Hằng Huyền nha, mặc size M nha, em đang mặc size M nha chị Minh Phương nha, em đang mặc size M nha các tình yêu nha. Áo trắng quần đen đúng rồi chị Linh Trần nha. Hồng Liên đỏ, ok chốt Hồng Liên màu đỏ size M nha, chốt chị Hồng Liên màu đỏ size M nha. Quần vâng, quần bo gấu ạ, 0972 843 389. Em chốt cho chị Hồng Liên rồi ạ. Vâng, quần bo gấu chị yêu ạ. Quần bo gấu nha. Quần bo gấu ạ. Quần bo gấu đây nha các chị yêu ơi. Thử áo trắng, ok chị em. 65kg không vừa đâu nha, ok. Ok nha. Bao tiền vậy? 240k nha. Ok, em đếm thử áo trắng nha. Cho chị màu trắng 60kg. Lê Thu cho em số điện thoại đi. Màu trắng 60 cân cho em số điện thoại nhá. Em chốt cho Lê Thu nhá. Màu trắng này các tình yêu ơi. Màu trắng này xinh quá này. Không, nó hàng một lớp nhưng mà dày dặn đẹp lắm các chị ạ. Chị Lệ Thủy cho em số điện thoại nha. Em mặc áo trắng rồi đây. Em mặc áo trắng rồi đây các chị ơi. Màu trắng này em đứng lên cho các chị xem nha. Em thử kéo hết cổ đi. Lê Thu vừa màu trắng size L cho em xin số điện thoại đi Lê Thu ơi. Chị Lê Thu cho em xin số điện thoại đi ạ. Chị nào chốt để lại chiều cao cân nặng kèm màu kèm số điện thoại cho em chốt cho dễ nha. Màu trắng đây nha, chị nào chốt màu trắng đi ạ để em sang màu đen đi. Em sang màu đen nha. Màu trắng đây ạ, đằng sau đây. Có 3 màu mà các chị yêu. Chất u mì co giãn nha, chất u mì co giãn nha. Em chào chị Trang Thủy Nguyễn nha. Có chị nào chốt trắng không để em qua màu đen nha. Có người hỏi màu đen thì em lên mẫu màu đen nha. Đây các chị gắn kỹ lại đi ạ. Em cứ mặc trắng đi. Trắng đi. Trắng đẹp, trắng đẹp lắm. Em còn có một bộ xanh rồi thôi. Bộ 240k nha chị Trang Thủy Nguyễn nha. Em ở cây ba Yên Bái nha. Linh Hà 58 cân mặc vừa L nha chị Linh Hà nhá. Mặc vừa L có đủ 3 màu luôn ạ. Umi đẹp lắm các tình yêu ơi, Umi đẹp lắm ấy. Nói chung là chất này không chê được các chị ạ. Chất này các chị không thể chê chất được. Umi co giãn nha, dày dặn nha, không ba không xù không cắn chỉ nha. Đây này các chị thấy chưa? Chất của nó đây nhá. Cả bo tay bo gấu đều cùng một loại vải Umi hết nhá. Các chị nha. Đây ạ, 240k. Văn Nguyệt cho màu trắng cộng cân nặng cộng số điện thoại cho em đi ạ. Văn Nguyệt lấy màu trắng cân nặng cộng số điện thoại cho em nhá. Các chị nhớ là phải chốt cân nặng cộng số điện thoại em mới chốt hàng được ạ. Bộ này đẹp lắm. Chị cao 1m52 nặng 54 cân. Lê Thu. Ok Lê Thu này. Lê Thu là lấy màu gì nhỉ, để chị xem lại cho nào. Cho chị màu trắng, ok, lên màu trắng size L. 0935, em không miễn ship đâu nha. 0931. 091. 091.
25. Ok, em chốt cho chị Lê Thu màu trắng size L nha. 56 cân mặc thoải mái nhá. Văn Nguyệt màu trắng cho em cân nặng cộng số điện thoại đi. Ship có 25k thôi các tình yêu ơi. Bao chất bao giá luôn. Đừng nhầm hàng này với hàng khác nha. Hàng này hàng loại 1 đẹp luôn đấy ạ. Lê Thu chốt rồi này. Béo Quân 56kg mặc size L cho chị nhá. 56kg mặc size L cho chị nha. Chị Văn Nguyệt cho chị. Văn Nguyệt có lấy cho chị cân nặng cộng số điện thoại đi em yêu ơi. Văn cân nặng cộng số điện thoại nhá. Cho em chiều cao, cân nặng, kèm màu, kèm số điện thoại nha các chị ơi. 56kg mặc size L nha. Phương Lam tím 1m52 mà nặng 54 cân, 60kg mặc được nha chị nha. Sáng Phi 60kg mặc L cho em nha. Có 3 màu nha chị Trang Thủy Nguyễn nha. Màu đỏ, màu đen, màu trắng nha. Hôm nay xong lắm cho bạn đấy đi. Em chào chị Khánh Ngọc nha. Trời ơi, em không ship hàng cho các chị mặc thử đâu. Không ai bán hàng như thế đâu ạ. À. Em chào anh Văn nha. Béo Quân nếu mà lấy thì chị lấy màu gì ạ? 56 cân cao 1m58 mặc size L đúng không? Chị cho số điện thoại. Ok, Văn Nguyệt nhá. Em cho Văn Nguyệt này. Văn Nguyệt lấy màu gì vậy ạ? Màu trắng. Có 3 okay. Màu nha chị. Văn Nguyệt màu Béo trắng Quân, size L. Màu đỏ, đen, trắng nhá. Văn Nguyệt, em cho Văn Nguyệt này. 56 cân mặc L cho em đi ạ. 0967 0967 872 268 Ok Văn Nguyệt. Cho một môn đi, một cái màu đen size M bạn em. Môn à? Em cho cho môn màu đen size M nhá. Chị viết lên kia thôi nhá. Không, 0963 ship code đấy. Ở dưới thường tín cơ. 63 280 015 đen size M. Quần bo ống nha. Vâng, màu đen size M. Em màu đỏ 47kg cao 1m54. Mặc size M thôi nhỉ? À 47 hơi rộng đấy em ơi. 47 mặc hơi rộng nha. 47 hơi Nguyễn rộng đấy. Nguyễn Hoàng nha. 47 mặc hơi rộng nha. Xin chào chị Kim Vũ nha. Có 3 màu nha. Đỏ, đen, trắng nha. Các tình yêu. Huy Hoàng hơi rộng rồi em ơi. Phải tầm 49 cân trở lên nhá. 49 cân trở lên cơ. Ok chị Mun Mun ạ. 54kg cao 1m62 màu trắng. Ok, mặc màu size M nha. Béo Quân mặc size M. Béo Quân mặc size M đẹp luôn. Mặc size M. Cho em số điện thoại đi Béo Quân. Em ơi bao nhiêu tiền một bộ? 240k nha. 65kg không vừa đâu ạ. Năm tư cân 1m62 chị mặc M đẹp mặc luôn. M đẹp luôn nha chị Béo Quân nha. Chị mặc còn kiểu nào không để chị chọn luôn. Em chỉ có một mẫu này. Màu đại hàng cái gì kìa. Kiểu hàng Huyền nhỉ. Mẫu đen size M. Ok em chốt cho chị hàng Huyền màu đen size M nha. Em có mẫu này thôi. Fendi với cả Gucci đây này. Nó khác nhau mỗi chữ thôi. 0963 805 621 okay, em còn màu đen với màu đỏ nha Vũ Hoa. 60kg mặc size L nha chị Hàng Trường nha. Em ở cây 3 thành phố Yên Bái nhá. Lê Thu khi nào có hàng chị mặc size M chị... mai có hàng luôn nha Lê Thu nha. Bộ chị mặc 240k nha. 65kg không vừa nha. Huyền ơi 56 cân chị cứ mặc size L cho em đi ạ. À. Nếu mà người chị gọn thì mặc được M nhá. Người chị gọn thì mặc được M. Nhà em không cho xem hàng trước đâu các chị ơi. Nhà em không cho xem hàng trước đâu. Bao đẹp cho các chị luôn nha. Hàng chiều nay à? Hàng chiều nay mai mới đi chứ. Đi chưa? Đi hết rồi. Hàng chiều nay đi hết rồi nha các tình yêu. Hàng chiều nay đi hết rồi nha. Bộ chị mặc 240k nha. 65kg không vừa đâu ạ. Đứng lên xem bạn ơi. Ok Lê Yến nha, mình đứng lên nha. Đây nhé. Ống bo nha chị. Còn ra ngoài thì cô làm không? Ống đây ạ. Ống bo nha các tình yêu.
Quân à? Chun đều đâu nhá. Béo Quân. Vũ Hoa 1m50 56kg. Béo Quân ok chốt cho Béo Quân màu trắng size M nhá. 1m50 thì mặc quần nó hơi bị, mẹ bảo con ra quần ngoài. Mặc quần nó hơi bị dài ấy chị Vũ Hoa ơi. Đây nhá, quần ống bo đây nha. 0966. Quần bo ống bằng chất umi luôn nha. 0966 bao nhiêu đây? Chị ở Yên Bái mà em ở cây 3. Đúng rồi, em ở cây 3. Em ở cây 3 nha. 044024 ạ. 1m50 mặc quần nó hơi bị, ống quần nó hơi bị dài chị ơi. Size gì nhỏ nhất? Nguyễn Huy Hoàng ơi. Size M nhỏ nhất nha. Size M nhỏ nhất nha, dành cho người từ 48 đến 60 48 cân nha. 48 cân đổ lên nha Nguyễn Huy Hoàng nha. Nguyễn Hoàng cân phần chiều cao, cân nặng kèm màu kèm số điện thoại nha. Chốt cho Béo Quân trắng M này. Em chốt cho Béo Quân trắng M rồi nha. Có màu khác ạ, có màu đen đến màu đỏ nha chị Lê Yến. Quần của nó đây ạ. Quần đây nha. Em ơi, hàng Trung Quốc hay hàng Tàu vậy em? Hàng này hàng Quảng Châu. Hàng Quảng Châu nha Béo Quân. Trung Quốc hay hàng Tàu ạ? Trung Quốc với hàng Tàu là một nha. Hàng này hàng Quảng Châu ạ, chuẩn Quảng Châu luôn nha. Chuẩn Quảng Châu luôn nha. Cao 1m50 nặng 60kg. Cao 1m50 mà nặng 60kg á chị. 1m50 thì không vừa đâu chị ơi, mặc quần nó dài lắm. À nhầm, đúng rồi, mặc quần nó dài lắm. Xin chào chị Hoa Hoàng nha. Hàng Trung Quốc hay hàng Tàu vậy em? Trung Quốc với hàng Tàu với Quảng Châu cũng là một. Thôi có tình yêu nào chốt thì chốt nhanh nào. Ok, em cho xem màu đỏ nha. Em lên màu đỏ nha. Anh ơi, mấy 65-60 cân mặc size L đi Hiền nhá. Đi Hiền mặc size L cho đây. Chị mặc màu đỏ đây. Mặc màu đỏ đây nhá. Thúy Phương, chị cân mình chiều cao cân nặng em cân size nha Thúy Phương nha. Hỏi thì em không biết trả lời kiểu gì đâu. Mấy đây, tháng thì anh nhận được nha. Béo Quân có đặt thật hay giả vờ đấy? Trời ơi sao lại hỏi thế nhở? Béo Quân, Béo Quân đặt hàng, có đặt hàng hay không ạ? Không đặt hàng thì để em bỏ ra em trả nha. Chắc chắn lấy thì đặt nhá. Chắc chắn lấy thì đặt. À, chắc chắn lấy thì đặt hàng cho em ạ. Còn đặt vớ vẩn thì vui lòng đừng có comment đặt hàng nha. Em ơi quần cắt dài được mà. Cắt được bớt mà được nha chị Vũ Hoa nha. Quần dài cắt thoải mái nha. Cắt được nha chị Vũ Hoa nha. Mang ra quán người ta cắt chỉ 5-10 nghìn là được thôi nha. Lê Yến 1m58 50 cân mặc size L nha Lê Yến nhá. Có kiểu nào nữa không em? Hôm nay em chỉ like mẫu này thôi nha. Hôm nay em chỉ like mẫu này thôi nha. Chị Đinh Hiền ơi, size L bộ này là lớn nhất rồi nha. Đinh Hiền comment chiều cao cân nặng nha. Đinh Hiền comment chiều cao cân nặng nha cho em nha. Để em chọn size cho nha. Màu đỏ đây, chị nào hỏi màu đỏ đây em đứng lên cho các chị xem này. Màu đỏ mà. Đinh Hiền mặc size L thôi chị yêu ạ. À, Vương Vũ Tuyền không bán chị đâu nha. Bùi Nữ ơi, xin chào Vũ Mai. Vải này là chất u mì co giãn nha, không bay không xù không cắn chị luôn nha. Chất u mì dày dặn lắm luôn nha, không bay không xù không cắn chị luôn nha. Bùi Nữ nha. Từ 50 cân, 49 cân đến 60 cân các chị ạ. 49 cân đến 60 cân luôn. Vì ship 25k nha. Vì ship code toàn tỉnh 25k nha. Mai có kiểu khác không? Có cái ngu xì thôi chị ạ. Em chỉ có ngu xì thôi. Chị có cái này có Fendi với ngu xì thôi nhá. Chị cao với 50-48 cân thì không vừa đâu. Ship Hà Nội 25k Lê Yến ạ. Em chỉ có kiểu này thôi nha. Đây là ngu xì ạ. Cũng ba màu nhá, đỏ đen trắng nha. Quần đây.
cũng là bo gấu u xì luôn nha. Em có hai mẫu này thôi ạ. Xin chào Cần Quảng Trời, xin chào Lương Phạm. Bộ này bao nhiêu vậy? Bộ mình đang mặc 240k nha. 240k nha các tình yêu. 240k nha. Một bộ len size L cao 1m6. Ok Lương Phạm cho cháu Lương. Hết tệ, hết đen size L rồi chị yêu ơi. Đen size L em chỉ còn bộ hoodie xì này thôi ạ. Rồi, hoặc là chị size L. Còn đỏ trắng rồi. Chị này cũng được này. Đen em chỉ còn gu xì thôi nha. Đấy, đen chị em chỉ có lấy đen gu xì thì chốt ạ. Màu đỏ đẹp đấy. Màu đỏ đẹp quá. Đây, màu đen đây các chị. Đấy là em mặc đen xem màu xem màu đúng không? Đấy, đen gu xì đẹp lắm các tình yêu ạ. Đen gu xì đây nha. Đen gu xì đây nha các chị ơi. Thế thì thôi. Béo Quân này có bỏ đơn Béo Quân đi. Bỏ đơn ra đơn. Không chốt cho Béo Quân nữa đâu nha, bỏ đơn ra xả nha. Béo Quân nó vẫn lắm, chốt bỏ đơn Béo Quân nhá, gửi đơn Béo Quân nhá. Màu đen đây nha, màu đen của Gucci đây nha. Bộ đỏ còn, bộ đỏ em còn nha Linh Vũ. Đặt hàng để lại chiều cao cân nặng kèm màu kèm số điện thoại cho em Linh Vũ nha. Em không bán cho Béo Quân đâu nha. Em không bán cho Béo Quân nữa đâu nha. Chị nào anh nào đặt hàng chắc chắn lấy hàng thì hãng đặt, còn không sang mồm thì đừng có đặt hàng nha. Hủy đơn Béo Quân nhá. Bộ đỏ còn mà em ơi, bộ đỏ còn nhiều lắm. Em cao 1m60, nặng 52kg, mặc size M nha. Mặc size M nha, linh đồng nha. Mặc size M đẹp luôn nhỉ. Mặc size M quá đẹp luôn, chuẩn luôn ý, 52 cân ý. Chị gì nhỉ? Linh Lương Phạm có chuyển sang đen gu xì không ạ? Lương Phạm có chuyển sang đen gu xì không chị? Có chuyển sang đen gu xì không chị? Đây quần của đen Gucci đây, quần đây chị đây, yêu quần ơi. Quần của Gucci đây, nó khác chữ thôi mà. Chất vải như nhau. Chất vải như nhau luôn, đẹp như nhau luôn nha. Minh Phương xem đỏ em đang mặc. Bộ đỏ cao 1m6 nặng 58kg vừa nha, trang nha, vừa nha. Bộ đỏ cao 1m58. À 58kg vừa nha. Không có nha, không có xét có mũ đâu nha. Đây bộ đỏ đây chị nào đặt đỏ này, cảm ơn chiều cao cân nặng kèm màu kèm số điện thoại cho em nha. Kèm màu kèm số điện thoại cho nha. Mua thật sự thì tự vào inbox và cho địa chỉ đi nhá. Hỏi linh tinh thế tớ không bán đâu nhá. Đây màu đỏ đây chị nào chốt đi. Chiều cao cân nặng kèm màu kèm số điện thoại cho em chốt nhanh nha. À ở cầu Yên Bái á, em free ship cho chị. Chị bao nhiêu, cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu em ship cho chị luôn. Cho địa chỉ em ship tận nhà luôn Hoàng Út nhá. À ở cầu Yên Bái à? Tưởng cầu dài cây ba. Cầu Yên Bái. Cầu Yên Bái chị qua nhà lấy giúp em thì em không ship hàng đâu chị yêu ơi. Các chị ở Yên Bái qua nhà lấy giúp em nha. 240k nha Hà nhá. Hoàng Út ở cầu Yên Bái á. Nhà em không ship hàng đâu chị yêu ạ. Không có thời gian mà ship hết. Béo Quân này có vấn đề. 240k các tình yêu ơi, 240k một bộ chất umi nhá. Có nhé, Lương Phạm lấy cái gì? Lương Phạm lấy size L màu đen đi, đổi sang gu xì. Chị Lương Phạm nếu mà đổi sang gu xì đen size L thì ok giúp em nhá. Lương Phạm nhá. Ok, hay chị cho số điện thoại đây. Đỏ gu xì á. Ok chị Minh Phương đợi em xíu nhá. 0347 275 336. Phạm Ngát Hy em có ship nha, ship đồng giá 25k nha, cao 1m65 nặng 60kg mặc size L cho em. Đinh Hiền trước rồi ạ. Đinh Hiền lấy cái gì? Chị Đinh Hiền lấy cái gì đây ạ? Màu gì, màu đỏ gì ạ? Cho chị Đinh Hiền Lê Yến size gì em ơi? Lê Yến lấy đỏ size gì? Chị Đinh Hiền chốt màu gì đây? Lê Yến 01642 767 490. Chị Lê Yến, Lê Yến các mình chiều cao cân nặng em nhặt size cho. Trang Thùy Nguyễn này. Minh Phương là lấy gì à, quên. Lương Phạm là gì đây? Lương Phạm lấy gu xì đen size L. Xin chào Vi Hoàng, nhìn thấy Vi Hoàng nha. Đinh Hiền lấy bộ đỏ L. Cái gì cơ? Đinh Hiền lấy bộ đỏ L.
chị. 0981 108 167 67 đỏ lờ à? Ok, bên Hiền nhá. Lê Yến bên này này, chốt cho Trang thì Nguyễn này. Chưa được sao đấy, không biết luôn. Tiếp tục đi. Chị có ạ. Em cũng không biết là còn hay không. Thật bây giờ em bán sợ không biết là còn hàng không ạ. Trang Thủy Nguyễn lấy gì đấy ạ? Chị Trang Thủy Nguyễn lấy gì đấy ạ? Chờ em xíu. Chị đỏ em mặc nhé. Ok, Trang Thủy Nguyễn bao nhiêu cân? Chị Trang Thủy Nguyễn chị bao nhiêu cân? 0947 0947 803 803 679 679. Trang Thủy Nguyễn cho cân nặng đi nhá. Lê Yến 1m58 57 cân size L. Ok, Lê Yến lấy đỏ size L nhá. Ok, em chốt cho chị Linh Đông nhá. Chị lấy đỏ M nhé, bỏ cái bộ màu đen hàng Huyền ạ. À. Lê Yến lấy đỏ size L đúng không? 1m57 cân 1m58. Ok Lê Yến này. Trang Thủy em thấy Trang Thủy trong hàng Huyền ở đâu bây giờ, tìm đơn hàng Huyền chịu thôi hàng Huyền ạ. À. Đấy, ngay đấy. Đâu? Đấy. À lấy đỏ à? Chị lấy đỏ. Đỏ size M à, hàng Huyền ơi. Ừ, đúng rồi. Chị lấy đỏ M nhá. Ồ, ok, hàng Huyền luôn nhá. Em chốt hàng Huyền đỏ M, may quá ngay đây này. Minh Phương đỏ vu xì á. Đỏ em đang mặc là đỏ Fendi mà. Đỏ em đang mặc là đỏ Fendi mà, không phải đỏ vu xì. 58 ký cao 1m6. Mặc size L, Trang Thủy Nguyễn nha. Ok nha, chốt cho Trang Thủy màu đỏ size L nha. Chốt cho Trang Thủy Nguyễn màu đỏ size L nha. Màu đỏ size L. Đỏ Fendi size L nha Trang Thủy ơi. Lê Yến chốt cho Lê Yến. Chốt cho Lê Yến rồi nha. Chốt cho Lê Yến rồi nha. Chốt cho Lê Yến size L rồi nha. Này. Cái gì vậy? Vậy lấy em size M màu trắng nha, địa chỉ Linh Đông có đơn chưa? Chẳng nhớ nữa. Em tưởng nãy chị đọc comment đấy rồi. Em thôi từ từ xem nào. Em cao 1m6552 cân. À chưa lấy đâu, chưa có đơn trên đâu. Đâu? Đây này, đây, đây. Em cao 1m652 cân ạ. À. Đấy. Rồi. Bà này bà phải nâu tường nhé. Lại Linh Đông cho chị xin lại số điện thoại đi em yêu ơi. Linh Đông cho em số điện thoại nha. Linh Đông. Diệp lấy trắng sang mờ. Linh Đông. Ok, trước cho Vi Diệp nhá. Trời ơi, hôm nay chị vừa đợi cho đơn của em đi luôn Diệp ạ. À. Vi Diệp lấy trắng size M này, ok. Cho Vi Diệp này, Linh Đông là lấy size M màu trắng. Linh Đông lấy M rồi màu trắng, cho chị lại số điện thoại đi Linh Đông yêu ơi, yêu quý ơi. Linh Đông cho em số điện thoại đi. Vi Diệp này, Linh Đông lấy trắng size M. Chiều nay đi hết rồi nha, Hằng Nguyễn nha. Đơn chiều nay mình cho đi hết rồi nha. Có mẫu nào 48kg, cao 1m50 có mặc vừa không? Trần Thủy ơi, 1m50 thì mặc quần nó hơi bị dài nhá. Mặc quần hơi bị dài nhá chị Trần Thủy ơi. 48 cân thì mặc vừa size M nhưng mà ống dài lắm. Trời ơi, tiếc thật đấy, lại mất tiền ship em yêu ạ. Không sao, không sao, được bộ đẹp không sao hết. Vi Diệp đi rồi. Đây còn 4 đơn ạ. Linh Đông lấy cho mình size màu trắng nhá, địa chỉ của em là. Linh Đông cho em số điện thoại đi. Linh Đông ơi, có địa chỉ rồi, cho em cho chị số điện thoại nhá. Chiều nay đi chưa để chị mua tiếp. Chị Hằng ơi, chiều nay là mấy giờ? Nếu mà muộn thì chưa đi, còn sáng thì đi rồi nhá. Chiều nay thì chưa đi. Đi rồi. Pin thấp. Nào, có chị yêu nào đặt nữa không nào? Linh Đông cho chị xin lại số điện thoại đi em yêu ơi. Không là chị không chốt đơn được đâu. Đây này, còn Minh gì chưa đi. Bộ này còn ít thôi nha các chị nha. Chị nào chốt nữa không ạ? Em chỉ còn vài bộ thôi nha. Cố tính không tính. À mấy cái hành nhuyễn mà cái này. Trời ơi, còn trắng nhiều. Đen. Đây ạ. À, chị nghe. Đây nha mọi người ơi. Không thấy hết cơ mà. Còn hai không. Đỏ, đen và trắng nha các chị nhá. Đỏ, đen và trắng luôn. Bao đẹp luôn.
viết vẽ rồi đi kia. Vẽ rồi đấy thì viết cho quần áo. 240k nha. Vi Diệp đợt này em tốn tiền với shop chị quá cơ. Thật hàng đẹp em còn tốn tiền nhiều lắm Vi Diệp ạ. 240k nha các chị. À không mở 24 đi. Sắp đi gạo lếp gạo tẻ thôi. Đẹp quá nào, không ai lấy ra hết nào. Còn ai chốt nữa không ạ? Em bán giá 3 chất cho các chị luôn nha. Có size cho người 44kg không, không vừa đâu nha. 44kg không vừa đâu nha hai cuối ơi. Bên đông này có địa chỉ để đi chút rồi làm ra. Em có cái này thôi chị ạ. Đang viết có bảo thì lấy không là hết luôn. Em có 3 màu nha các chị, đỏ đen trắng nha, đỏ đen trắng nha. Còn lấy bộ lần trước đấy không? Không còn đâu em ơi, bộ lần trước là hết sạch thành thanh rồi. Quần bo gấu nha. Quần bo gấu nha. Tiền ship có 25k thôi các tình yêu ơi, ship quá rẻ luôn, không phải lo về ship đâu nha. Bà vừa lo cái tưởng cái chân con nấm này đã bôi lên tường, không biết nữa gì. Bộ đỏ đúng. Em mặc 73. Bao nhiêu vậy? 240k nha. Phong ơi, Phong ơi. Lên học bài đi con. Phong lên học đi. Mặc cái khác xe. Đồ không đẹp. Sao này rất là nhiều con mình vừa cẩn. Trời ơi, vải này đẹp lắm chị yêu ạ. Không bay, không xù luôn. Nó là umi mà các chị. Nó là chất umi mà, không phải chất cô tông đâu ạ. Chất umi đẹp luôn đấy ạ. Đánh em vải lắm. Em bao giá 3 chất cho các chị luôn nha. Em sắp hết hàng rồi ấy. Chất vô cùng đẹp luôn. Không bay, không xù, không cắn chỉ luôn nha. Không bay, không xù, không cắn chỉ luôn nha các chị ơi. Em lấy mặt em ra đảm bảo cho chị luôn nha Nga Hưng nha. Chị yên tâm. Nhận hàng thì chị còn muốn mua thêm vài bộ nữa ấy chị ạ. Bò rất là đẹp. 58kg mặc size L nha, Khánh Ti nha. 58kg mặc size L cho em nha. Chị Khánh Ti đặt hàng để lại số điện thoại kèm màu cho em nha. 58kg chị mặc size L cho em nha. Ôi, có đen mà chị, có bộ đen nhá. Em có màu đen luôn. Không có, không bao gấu đâu Lê Hằng ơi. Tất cả là đều là bao gấu hết nhá. Bao gấu cho nó trẻ trung mọi người ạ. Có đen, quần đen, đỏ, quần đen, trắng, quần đen. Tất cả đều là quần đen hết nha chị ạ. Tất cả đều là quần đen hết nhá. Mẹ, con lên học bài đi. Làm đấy xong hả? Không phải mấy phút mà học cái đấy. Có tờ đề hôm qua trên bài, trên tầng mất điện chưa làm, nên làm cho mẹ. 57 cân em mặc size L. Em chỉ có mẫu này thôi nha, em chỉ có mẫu này thôi nha. Phạm Ái mặc size L nhá. 240k nha Đỗ Thư nha. Mọi người đặt hàng để lại chiều cao cân nặng kèm màu kèm số điện thoại cho em nha. Bao nhiêu vậy? 240k vâng. Nha. 240k em nha. Em không mặc thử vào size M chắc phải tầm 50 cân.
Có 58kg chị ơi, 58kg mặc cho em size L nha, Khánh Ti nha. Mặc kích nhưng mà nó không thêm nhau mấy đâu, size M là như là em mặc vừa luôn mà còn thấy rộng ấy. 5 cân đâu nhỉ? Rồi, 49, 50 cân. Chị lấy thêm cái quần một cái này mất. Quần đi. Quần đây nha chị Khánh Ti ơi. Đây nha. Quần đây nha mọi người ơi, em bao không phù không bán chị luôn nha, bao giá bao chất cho các chị luôn nha, quần bo gấu nha, nó cũng bằng ôm mỉ luôn nha. Một cái chứ không phải là cái loại mà chun chun mỏng mặc mấy hôm mà bay hết đâu. Đúng, một cái này nó cũng bằng ôm mỉ luôn nha. Em ơi số nhà em bao nhiêu Hoàng Út? Chị ơi, chị đi đến cái số nhà 49 ý, xong bên bên cạnh nó có cái ngõ đi vào, chị đi thẳng vào xong có cái nhà 03 màu xanh ý chị Hoàng Út. Đó, nhà em đó nha. 60kg mặc size L nha Nga Nguyễn nha. 58-60kg mặc cho em size L nha. Mặc cho em size L nha các chị ơi. Đây em đang 29 rồi. Nước được 60 độ. Và Mai Quỳnh. Mình gửi rồi nha. Các chị ơi em nghỉ một lúc nhá. Nghỉ một lúc đi xong là khoảng 30 phút em quay lại với các chị nha. Các tình yêu nha. Ai chốt thì chốt luôn đi nhá, không là em nghỉ đây ạ. Chị yêu ơi, chị cứ đi gọi điện cho em đi. Gọi điện cho em đi xong là có gì em tả nhà cho chị nhá. Chị vào trang cá nhân của em ấy, có số điện thoại của em. Chị nào chốt hàng nữa thì chụp lại màn hình inbox cho em hoặc gọi điện trực tiếp vào cái số em để trên Facebook nha các chị ơi. Chị nào đặt hàng thì chụp lại màn hình inbox cho em nha, hoặc gọi trực tiếp vào số điện thoại em để công khai trên Facebook nha các chị ơi. Cao 1m60, nặng 58. Mặc vừa nha Nguyễn Bền nha. Mặc size L cho em nha Nguyễn Bền nha. 52 cân mặc size M cho em nha chị Thu Nguyễn nha. Em có 3 màu nha, đỏ đen trắng nha. Đỏ đen trắng nha mọi người. Đặt hàng để lại chiều cao cân nặng kèm màu kèm số điện thoại cho em nha. Chị bộ đỏ 1m55, 58kg nha. Ok em chắc cho chị Khánh Ti nha. 1m55, 58 cân. Size L. Size L. Chị Khánh Tị à? Khánh Tị. Đỏ. Đỏ L. 0398. 0393 0339 0339 0398 0333 679 đúng không? Chị Thu Nguyễn chốt hàng để lại số điện thoại kèm màu cho em nha. Chị Thu Nguyễn mặc M cho em nha. Nguyễn Bền mặc size L cho em nha. Nguyễn Bền mặc size L cho em nha. Nguyễn Bền đặt hàng để lại số điện thoại kèm màu cho em nha. Xin chào Lương Hà Trần nha. Ok chốt cho Phạm Ái này, ghi đi. Phạm Ái lấy gì? Bộ đỏ 57 cân mặc size L. Phạm Ái đỏ L. Đỏ L. 01256 400 232. 232. Ok chốt cho Phạm Ái nha. Ok em chốt cho chị Nga Nguyễn ghi đi. Em chốt cho chị Nga Nguyễn màu trắng này. Màu trắng size L nha. 0979 581 295 Trắng size L ạ? Trắng L. Đây chị Nguyễn Tươi ơi, còn màu đen với cả màu trắng nha chị ơi, màu đen với màu trắng nha. Chị Huệ 1m60 và cao 60 cân thì mặc size L cho em nhé. Màu đen với màu trắng đây ạ. Em mặc lồng luôn nha, em ngại đứng lên. Hay lắm. Màu trắng đây nha. Trắng
trắng cũng quần đen nha các chị nhá. Trắng quần đen hết nhá. Tất cả đều là quần đen ạ. Không 75 cân không vừa đâu ạ. Màu trắng đây nha các chị ơi. Màu trắng đây nha. Màu trắng đây nha chị ơi. Màu trắng đây nha. Chiều cao cân nặng kèm màu kèm số điện thoại cho em nha. Kèm màu kèm số điện thoại nha. Màu đen đây nha. Chị Nguyễn Tươi hỏi màu này. Các chị đặt hàng để lại chiều cao cân nặng kèm màu kèm số điện thoại cho em nha. Sao hôm trước mình mua Mai Quỳnh? Sao hôm trước mình mua 200? Ơi trời ơi, không có giá 220 đâu chị yêu ơi. Không có giá 220 đâu nhá. Linh Đông lấy gì đây? Đơn của Linh Đông lúc nãy. Ờ, cho địa chỉ cho em. À đây đây. Để bây giờ Linh Đông 0973 0973 323 323 336 336 okay. Em chốt cho Linh Đông này nha. Ôi, bộ đen 58kg á. Hết rồi. Em hết size L rồi ạ. Chị Tươi ơi, lấy đỏ đi. Đỏ chị hoặc lấy trắng đỏ đi. Hoặc trắng đi chị Nguyễn Tươi. Bộ đen L em hết rồi ạ. Bộ đen size L em hết rồi nha. Chị lấy đỏ đẹp đấy chị Tươi ơi, đỏ hoặc trắng ấy. Đen em chỉ còn M thôi nha. Đen tất cả chỉ còn size M thôi, nó còn có 7 size M, mấy cái size M thôi ạ. Tươi có lấy đỏ hoặc trắng thì ok, hoặc em chốt cho nhá. Các chị nhá. Đỏ à nhầm, đen L em hết rồi ạ. Đen L em hết rồi, em chỉ còn M thôi nhá. Đen em chỉ còn M thôi nha các chị ơi. Trời đẹp thật. Các nhìn là đẹp các chị ạ. Hải Đăng bộ 200 size M. Ok, chốt cho Hải Đăng này. Chị lấy hai bộ trắng. Bộ trắng đỏ ok. Chị Thu Nguyệt trên số điện thoại đi ạ. Hải Đăng đã 0942 0942 này. 922 922 263 263. Trắng size gì đấy? Trắng size M. Ok, chốt cho Hải Đăng trắng size M này. Chị Thu Nguyệt trên số điện thoại đi ạ. Chị nhận được áo phao dáng ngắn rồi, chất đẹp lắm nhưng mặc bị chật. Chị bao nhiêu cân, em gửi size gì chị yêu? Tươi ơi, bao nhiêu cân em gửi size gì cho chị mà bị chật nhờ chị yêu nhỉ? Chất cho Hải Đăng rồi này. Chị gửi quần. Chị gửi quần rồi, Thuận ơi bộ này đẹp lắm Thuận ạ. À. Bộ này đẹp, đẹp thực sự ấy. Ok chị Nguyễn Tươi. Thu Nguyệt lấy hai bộ trắng và đỏ. Ok, chất cho Thu Nguyệt này, đều là size L đúng không? 65kg không vừa đâu chị Minh Nguyễn ơi. 0907 Thu Nguyệt này. 0907 này. 428 428 này. 295 295 à. Thu Nguyệt lấy một trắng một L và một đỏ L đúng không? Một trắng một đỏ. Hết đỏ L rồi đấy. Ok, em chốt cho chị Thu Nguyệt rồi nha. Là hết đỏ L rồi, chỉ còn trắng L thôi. Em hết đen đỏ L rồi nha, chỉ còn trắng L nha. Cân nhở? Em có chốt chỗ đấy cho ai 68 cân đâu mà
nhỏ, em chỉ trước đến 65 cân luôn ấy. 8 cân ạ. Chào Vũ Hường nha. Em chào các chị nha. 3XL to nhất rồi chị Tươi ạ. À. Đỏ, đỏ đen còn mờ này. Đỏ đen còn mờ, trắng còn ML nhá các chị nhá. Đỏ đen tất cả còn mờ thôi nhá. 65kg không vừa đâu nha. 65 cân không vừa đâu nha. Tất cả các chị ơi, 65 cân không có sai cho 65 cân đâu nha. Nhanh tay không hết là hết luôn rồi ấy. Chất u mì co giãn nha, chị Trang PT nha. Chất u mì co giãn không bay, không xù, không cắn chỉ nha. Em cam kết cho các chị chất đẹp loại 1 luôn nha. À chẳng có bộ lời. Vậy chị đổi sang cái khác được không? Nguyên Tươi chị đổi sang màu nào đi ạ? Nguyên Tươi đổi sang màu nào đấy ạ? Nguyên Tươi đổi sang màu nào của chị ơi? Nguyên Tươi đổi sang trắng lờ đi cho đẹp. Nguyên Tươi đổi sang trắng lờ đi cho đẹp. Không có size 45 cân đâu nha, 45 cân thì mặc nó hơi bị rộng ấy. Chất Umi, chị yêu ạ, chất Umi nhá. Không, chị đang hỏi cái áo phao bị chật em ơi. À, em nhầm chị Nguyễn Tươi ạ. Chị inbox đi, inbox cho em nhá. Cho em nha chị Nguyễn Tươi. Đổi được ạ, chị inbox cho em đi. Còn chị nào chốt nữa không ạ? Còn chị nào chốt nữa không? Em nghỉ nha, các chị yêu ơi, ai lấy thì cứ chốt inbox cho em nhá. Chị nào đặt hàng thì xem lại livestream của em, xong chụp lại màn hình inbox hoặc là gọi điện trực tiếp đến số điện thoại em để công khai trên Facebook nha. Còn bây giờ em nghỉ đấy ạ. À. Em chào tất cả các chị nha. Em chào tất cả các chị nha. Bye nha, hẹn các chị khoảng 30 phút rồi em quay lại nha. Chào cả nhà nha. Chị Tươi có gì cứ inbox cho em nhá. Chị Tươi nhá, có gì cứ inbox cho em. Em giải quyết.